Bất kỳ 75 chơi không có vô. Bất kỳ 75 sống ở miền Nam họ rất khác chúng ta các bạn. Bề ngoài người ta cũng khác, giọng nói người ta cũng khác, ngôn ngữ cũng khác, đừng có nói tiếng Việt giống nhau nhé, khác nhau. Tính cách người ta cũng khác, người ta rất bá đạo, người ta rất bẩn thỉu, người ta rất gian dối. À, và người ta đã tràn vào miền Nam sau cái ngày mà người ta gọi là giải phóng. Chúng ta không thể ra Bắc sống được tại vì họ kỳ thị người miền Nam. Nhưng mà họ lại vào Nam mà người ta sống với mình phải kỳ thị lại, đuổi về hết, đuổi về hết. Đuổi cái tuổi bất kỳ 75 về hết. Ai cũng đuổi hết, từ cái người ăn mày cho đến người cấp cao nhất ở thành phố đuổi hết. Thì tự nhiên trong vòng 5 năm vị tuyến 17 người ta sẽ vẽ lại. Lúc đó từ vị tuyến 17 trở ra là của họ, từ vị tuyến 17 trở vào là của chúng ta. Ai làm vậy hết nha. Bất kỳ 75 chơi không có vô. Bất kỳ 75 sống ở miền Nam họ rất khác chúng ta các bạn. Bề ngoài người ta cũng khác, giọng nói người ta cũng khác, ngôn ngữ cũng khác, đừng có nói tiếng Việt giống nhau nhé, khác nhau. Tính cách người ta cũng khác, người ta rất bá đạo, người ta rất bẩn thỉu, người ta rất gian dối. À, và người ta đã tràn vào miền Nam sau cái ngày mà người ta gọi là giải phóng. Chúng ta không thể ra Bắc sống được tại vì họ kỳ thị người miền Nam. Nhưng mà họ lại vào Nam mà người ta sống với mình phải kỳ thị lại, đuổi về hết, đuổi về hết. Đuổi cái tuổi bất kỳ 75 về hết. Ai cũng đuổi hết, từ cái người ăn mày cho đến người cấp cao nhất ở thành phố đuổi hết. Thì tự nhiên trong vòng 5 năm vị tuyến 17 người ta sẽ vẽ lại. Lúc đó từ vị tuyến 17 trở ra là của họ, từ vị tuyến 17 trở vào là của chúng ta. Ai làm vậy hết nha. Bất kỳ 75 chơi không có vô. Bất kỳ 75 sống ở miền Nam họ rất khác chúng ta các bạn. Bề ngoài người ta cũng khác, giọng nói người ta cũng khác, ngôn ngữ cũng khác, đừng có nói tiếng Việt giống nhau nhé, khác nhau. Tính cách người ta cũng khác, người ta rất bá đạo, người ta rất bẩn thỉu, người ta rất gian dối. À, và người ta đã tràn vào miền Nam sau cái ngày mà người ta gọi là giải phóng. Chúng ta không thể ra Bắc sống được tại vì họ kỳ thị người miền Nam. Nhưng mà họ lại vào Nam mà người ta sống với mình phải kỳ thị lại, đuổi về hết, đuổi về hết. Đuổi cái tuổi bất kỳ 75 về hết. Ai cũng đuổi hết, từ cái người ăn mày cho đến người cấp cao nhất ở thành phố đuổi hết. Thì tự nhiên trong vòng 5 năm vị tuyến 17 người ta sẽ vẽ lại. Lúc đó từ vị tuyến 17 trở ra là của họ, từ vị tuyến 17 trở vào là của chúng ta. Ai làm vậy hết nha. Xin chào các anh chị. Chào mừng các anh chị trở lại với WeTV. Hôm nay ngày 12 tháng 7 2023 theo giờ miền Tây Bắc Mỹ là 13 tháng 7 2023 theo giờ đô thành Sài Gòn Việt Nam Cộng Hòa. Rất hân hạnh tái ngộ cùng với anh chị. Ít phút đầu chúng ta sẽ dành thời gian để gửi lời chào tới nhau các anh chị. Và nếu được thì các anh chị like, subscribe, rồi chia sẻ chương trình, mời bạn bè, người thân, những người trong nhóm của mình cùng theo dõi. Cũng để tôi, cái phút đầu để tôi chia sẻ chương trình này đến với các mạng xã hội khác. Cái này chúng ta gửi lời chào tới nhau này các anh chị. Chào anh Thiên Lê, chào anh Vũ Tầm, chủ Trần Tâm Thế, chào Nguyễn Văn, chào Quang Lê đến từ Phong Vinh, đồng hương của tôi nè. Chào Sơn Văn. Sơn Văn không không giỡn, kêu tôi Quỳnh giáo chủ kỳ lắm nha. Không không được, không được như vậy. Kêu đại ca đi. Nha. Đức Bình giáo chủ là
người sáng lập ra Phật giáo Hòa Hảo là một người có cái đức và cái danh rất là cao trọng. À, anh chị nhớ nhớ không? Một trong những tôn giáo bổn địa của miền Nam Việt Nam. Giỡn gì giỡn, không có giỡn với những người như Đức Huynh giáo chủ được. Rồi, chào B. Trách Phương. À, em về nhà rồi, ngon. Lính đánh trận về tới nhà rồi ha, ngon rồi. Rồi, chào Duy Nguyễn, chào Nhiên An, chào Phong, chào Thông Nguyễn, chào anh chị Hồng Quỳnh, chào anh chị Ngọc Thế, chào chị Mai Trần. Xin cảm ơn lời chúc phước của chị. Dạ, em hiệp ý cầu nguyện ở trên ban phước lành cho chị và gia đình và tất cả anh em dân Việt Nam Cộng Hòa. Rồi, chào nhau đi các anh chị ơi, Nam Bắc hai nhà. Hay thầy luôn. Nam Bắc hai nhà. Hôm nay chương trình của chúng ta qua tới kỳ thứ 19. Và nó sẽ còn kéo dài nữa. Nghe cái câu nó còn kéo dài nữa là mấy con Bắc Kỳ nó héo gì lắm nha chị. Nó héo queo luôn. Mà không chỉ mấy con Bắc Kỳ héo mà mấy thằng Nam Kỳ mà đầu cái dầu hầm á, nó còn héo nữa. Nó sẽ còn héo dài dài. Đúng không? Đúng không các anh chị? Mấy thằng phản quốc á, nó sẽ héo dài dài luôn. Đây, chia sẻ ngay các anh chị trong thời gian chờ quản gia tuổi trẻ quốc gia vô á, thì đầu chương trình này chúng ta sẽ dành để trả lời các câu hỏi mà hôm qua còn khô cằn lên mà tôi trả lời không hết á. Thì các anh chị nếu mà các anh chị cảm thấy cần phải đặt ra câu hỏi đó thì các anh chị gõ lại giùm tôi nha. Khi các anh chị gõ lại như vậy á, thì tôi với quản gia sẽ có cơ hội là nhìn thấy cái câu hỏi của các anh chị. Có một số anh chị nó hôm qua tôi hỏi mà sao không thấy trả lời. Thưa thiệt với các anh chị là hôm qua các anh chị hỏi cái gì tôi không biết. Tôi không biết. Tôi không thấy. Mà thằng YouTube nó cũng kỳ lắm, nó không có hiện cái bình luận các anh chị lên, thành ra tôi cũng không thể nào thấy, rồi quản gia tụi giải quốc gia nó cũng không thấy. Thành ra các anh chị làm ơn các anh chị gõ sau chương trình livestream á, thì tụi tôi mới thấy, hoặc là đầu chương trình này các anh chị vô các anh chị gõ câu hỏi liền thì tôi thấy. Rồi, chào chào anh chị Mầm Cây, chào Minh Luân, chào anh Hoàng Như Minh. Rồi. Chào tuổi trẻ quốc gia, quản gia. Duy Nguyễn hỏi mấy ngày qua không thấy các vị trong ban tuyên ngôn hòa bình lên chương trình, các vị đó khỏe không? 3 ngày nữa là chương trình của tuyên ngôn hòa bình. Các anh chị thì lúc đó các anh chị sẽ thấy các vị đó. Các vị đó thì bây giờ thì vẫn khỏe, một số người thì bị tụi nó dí thì hơi mệt một chút. Nhưng mà không sao, nhờ ơn trên với nhờ ông bà tổ tiên thì các vị đó vẫn khỏe. Nhưng mà tại vì cách một tuần thì các vị đó sẽ hội luận một lần chứ không phải mỗi tuần một lần, thì cái ngày mà sáng Chủ nhật, tức là tối thứ bảy bên giờ Bắc Mỹ, sáng Chủ nhật theo giờ đô thành Sài Gòn á, thì các vị đó mới hội luận một lần. Nhưng mà chương trình cuối tuần này á, thì tôi sẽ điều chỉnh lại theo cái đề nghị của các vị chức sắc trong nước, tại vì buổi sáng nó không có phù hợp với cái điều kiện, cái hoàn cảnh của các vị chức sắc, thành ra tôi sẽ điều chỉnh lại là buổi tối thứ bảy theo giờ đô thành Sài Gòn. À, các chị nhớ tối thứ bảy theo giờ đô thành Sài Gòn khoảng 9 giờ tối, thì 8 giờ sáng giờ Bắc Mỹ tháng này nè, 8 giờ sáng giờ Bắc Mỹ thì thứ bảy này, tức là 3 bữa nữa, nay thứ tư rồi, thì các anh chị sẽ nhận được cái thông báo điều chỉnh chương trình của tôi trên Facebook, trên Base, rồi trên Twitter và trên blog nữa. Cái blog tuyên ngôn hòa bình này các anh chị cũng sẽ nhận được ha. Đô thành Sài Gòn 76 có lời chúc chúc quý vị con dân quốc gia Việt Nam Cộng Hòa nguyện ơn Chúa Giêsu ban ơn bằng em và sức khỏe cho chúng ta.
Rồi anh hiệp ý cầu nguyện cùng đô thành Sài Gòn 76 nha. Rồi. Câu hỏi. Tôi đã chia sẻ về Facebook cá nhân của tôi nè. Mình Quốc Huy. Cái username của nó là Huy Sài Gòn Freedom. À, Huy Freedom Sài Gòn. Rồi, và cái base tên là HQHTV. Cái tên nó giống giống như cái tên của cái đài YouTube VTV này vậy nè. Thì các anh chị... anh chị vô qua Facebook nè, YouTube nè, và Twitter nè. Anh chị sẽ thấy cái link mà tôi mới mới chia sẻ đó. Đó, rồi bây giờ Twitter nè. Rồi xong. Ok. Giờ nhận câu hỏi từ anh chị nha. Bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên từ quản gia. Bình luận bí ẩn của anh Tám. Chủ nghĩa cộng sản là hiện thân của quỷ Sa Tăng, là hiện thân của sự ác. Chúng nó sẽ bị trả về nơi chúng nó được thả ra, là quả ngục đời đời. Và đây là thời cuối của chúng nó. Ôi, cho anh Tám một like. Một like bự. Ai mà theo cộng sản hoặc là bưng bô cộng sản là nghe cái bình luận này của anh Tám nha. Nghe mà phải tự suy nghĩ nha. Các bạn chỉ có hai con đường. Hai con đường. Một, có visa đi lên. Hai, không cần visa. Có cái cọng. Nó cọng đầu lộn dưới. Mình đi theo Sa Tăng, tức là theo cộng sản là xuống dưới này. Đừng có tưởng tôi chỉ theo cộng sản để tôi kiếm cơm, tôi nuôi gia đình thôi. Phải đâu. Theo quỷ thì đừng có nói tôi theo nó mà tôi hiền lắm. Không có. Xuống dưới này. Không có con đường thứ ba. Ai mà theo cộng sản là các anh chị phải suy nghĩ cho kỹ nha. Tới thời cuối mà không ai biết thời cuối là lúc nào đâu. Tự nhiên nhắm mắt ngủ giấc thức dậy mở ra thấy gọi là các thiên thần đang đứng trong ngày phán xét. Mỗi người có một ngày phán xét riêng. Chúng ta hên lắm thì được phán xét chung. Nhưng mà còn không là mỗi người có ngày phán xét riêng. Tự nhiên mở mắt ra thấy các thiên thần, thiên sứ xung quanh có mấy con quỷ sứ nó đứng nữa. Hỏi, ngươi đã từ bỏ đảng cộng sản chưa? Con cũng tính là cuối năm nay con bỏ mà ngủ giấc thức dậy xuống đây chưa bỏ kịp à, vậy thì thôi đi theo mấy thằng có nanh có sừng đi con xuống dưới đúng không anh Tám? Tôi cắt nghĩa vậy đúng không anh Tám? Dễ hiểu không các anh chị? Bình luận của anh Lily hôm qua mình nói về sự khác nhau của phụ nữ Bắc Kỳ với phụ nữ Nam Kỳ á, anh Lily ảnh bình luận nè, tại vì Bắc Kỳ nó hay nói là phụ nữ miền Nam mình nó chê nó cười là đi làm gái đi lấy chồng nước ngoài lấy chồng Đài Loan rồi, thì anh này ảnh bình luận như này: phụ nữ miền Nam lấy chồng nước ngoài vì cứu gia đình bị cướp chết đói chứ không phải đi làm đĩ. Phụ nữ Bắc Kỳ ngủ loạn xạ trong cơ quan nhà nước để được làm việc và được thăng chức. Thành ra là bây giờ là thế hệ trẻ của Bắc Kỳ bây giờ là không biết bố nó là ai. Thế đâu nó cũng hỏi bố là vậy đó. Đúng không anh Lily? Bây giờ tôi nói mấy chị em, mấy cháu gái của dân Nam Kỳ mình là các bạn có một gọi là có giá dữ lắm. Tức là đừng có mà ngu dại mà trao thân cho Bắc Kỳ. À, cái đàn ông Bắc Kỳ nó dơ cái nào thì anh chị biết đó không, thì hãy để nó lấy đàn bà Bắc Kỳ nó dơ như vậy nồi nào nó dùng nấy thì nó mới đúng.
Nếu chừng nào nó tự rửa sạch cái nước nữa thì đàn ông đàn bà nó sạch sẽ thì nó sẽ đẻ ra thế hệ con cái sạch sẽ, còn bây giờ nó dơ, tụi nó dơ như nhau, hay để tụi nó lấy nhau, nhưng chúng ta không mất gì, chúng ta phải đẻ tạp chủng cho tụi nó đó, đẻ đứa con ra cái mai mốt nó hỏi địt mẹ biết bố lại hay không là chết mẹ nữa. À, anh Đông Lê. Ông Nguyễn Ngọc Ngạn, ông đã từng nói rất rõ sự nghèo nàn đói khổ của Bắc Kỳ, văn hóa bẩn thỉu của Cộng sản Bắc Kỳ. À, mà cái ông này là nghe chơi thôi chứ thật ra ông nói là nói 10 bỏ 9 lấy một, xong rồi đem cái một đó về lật qua lật lại soi tới soi lui coi thử cái ổng có xỏ mũi mình không. Chứ tôi không có tin Bắc Kỳ. Bắc Kỳ nói là tôi không tin. Bắc Kỳ Ngọc Ngạn hay Bắc Kỳ, Bắc Kỳ Kỳ Duyên hay Bắc Kỳ cái quần què vậy tôi cũng không tin. Không là không. Rồi. Chào anh chị Phụng Nguyễn, chào Minh Quy, chào Lâm Ha, chào Thanh Sen. Duy Nguyễn hỏi hỏi Quy NATO hợp về Biển Đông có ảnh hưởng gì cho việc phục hòa Việt Nam Cộng Hòa không? Dạ nó có ảnh hưởng rất lớn. Rất lớn, nhưng mà nó ảnh hưởng ở cái khúc mà mấy cái ủy ban vận động quốc tế mà họ đang làm âm thầm hay cái gì ảnh hưởng khúc đó. Mình anh em mình là vận vận động quốc nội là chánh, anh em mình vận động người dân quốc nội thức tỉnh, mình là công dân Việt Nam Cộng Hòa là chánh, khi có tổng tuyển cử là mình xử tụi nó, xử nó. Đầu tiên xử bằng lá phiếu, sau đó bầu ra quốc hội, soạn hiến pháp, cài vô mấy cái điều khoản xử nó. Rồi xong soạn ra những cái bộ luật, cài vô những cái bộ luật xử nó. Xử như thế nào các anh chị tự suy nghĩ. Rồi sau đó bắt đầu á, ai mà còn trẻ còn khỏe đâu đăng ký tòng quân đi săn chuột xử nó. Thằng nào mà chống vua chống lũi mà không chịu ra khỏi vị trí 17 xử nó săn chuột vậy đó. Thành ra để cho mấy cái người mà người ta đi làm chuyện chuyện ở bên ngoài, chuyện vận động quốc tế thì họ lo mấy cái chuyện đó, nhưng mà chắc chắn là phương Tây nó sẽ quay về Biển Đông, nó không có chạy nào khỏi. Nó có họp cái gì đi chăng nữa, tụi Mỹ tụi phương Tây nó có làm cái gì đi chăng nữa thì rồi nó cũng sẽ ngồi lại nó bàn với nhau, nó giò đầu nó bứt tóc nó móc mắt. Chúng ta phải có chủ của Biển Đông thì chúng ta mới làm việc được, không có thể nào mà Việt Cộng là chủ của cái vùng biển này được, trừ khi tụi phương Tây gọi là nó muốn cái thế giới này trở thành vô pháp vô thiên, tức là tao không cần chủ, tao muốn cho cái vùng biển này cho ai thì cho, thì lúc đó phương Tây với Mỹ nó trở thành những cục cức, nó trở thành những cục cức trong mắt người ta. Thì anh chị nghĩ tụi phương Tây nó muốn làm cứt không? Chỉ có mấy thằng cộng sản thôi nó mới muốn làm cứt. Cái phương Tây người ta làm cái gì, người ta tính gì lắm, người ta phải dựa vào công pháp quốc tế. Cái công pháp quốc tế chính là cái thế trận, cái địa, cái trận địa của mình, tức là mảnh đất của mình. Đó, bàn cờ đó do mình sắp. Ông trời ông nói mà các anh chị. Ông trời ông đã tạo ra cái thế trận như vậy mà. Ông nói người tính không bằng trời tính nghe tụi bay. Rồi. Đâu. Hai già năm 66 bị Campuchia lấy mất đảo Wai, năm 71 bị Phi Lục Tân lấy 7 đảo Trường Sa, à, tháng Giêng năm 74 mất luôn Trường Sa vào tay Tàu. Hoàng Sa. Tháng Giêng năm 74 là Hoàng Sa không phải Trường Sa. Nhờ anh Quy phân tích giúp em với được không? Rồi. À, Campuchia tranh chấp với Campuchia nè, Phi Lục Tân, à, Mã Lai, à, Nam Dương là Indo, thậm chí với Đài Loan, thì tất cả những cái tranh chấp đó nó có hai cái nếu mà các anh chị nói mấy cái đảo mấy cái nước nó lấy đảo của Việt Nam Cộng Hòa thì nó có hai cái không trúng là chỗ này nè. Lúc đó các anh chị chưa có một cái công ước về lãnh hải, chưa có công ước về lãnh hải, chưa có cái ranh giới, chưa có ký cái hiệp ước về ranh giới lãnh hải với các quốc gia với nhau, và ai cũng tuyên bố chủ quyền hết đó.
mình tuyên bố chủ quyền, nó cũng tuyên bố chủ quyền. Và khi mà các quốc gia gọi là đại ca của thế giới, cảnh sát trưởng của thế giới mà nó làm ngơ cho những cái vụ tranh chấp á, thì cái thằng nào gọi là mạnh bạo thằng nó ra chụp, thằng nào mạnh bạo nó ra chụp. Thì các anh chị nói nó cướp đảo mình cũng đúng, nhưng mà nếu các anh chị nói nó xâm lược đảo của mình thì cái căn cứ về cái công ước lãnh hải thềm lục địa, rồi cái biên bản về hai quốc gia xác định ranh giới có không? Không có đúng không? Không có thì đâu có nói nó xâm lược được, đúng không? Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong cái thế trận 74, tôi phân tích rất là nhiều lần rồi, thế trận 74 là thằng Mỹ Cộng nó đi đêm với quốc tế Cộng sản, nó bán Biển Đông chứ không phải là Hoàng Sa, không phải Trường Sa như như bạn hay già này nói, là Trường Sa là Hoàng Sa chứ, nó bán cả Biển Đông cho Tàu. Thì kiểu gì mà năm 74 mà mình không bị về gọi là bị dí vô cái thế đó, thằng nào cũng bị dí hết. Tức là bạn bạn nói Việt Nam Cộng Hòa là mất mấy đảo này chứ không phải Việt Nam Cộng sản, ý là vậy. Cái câu hỏi này thường là câu hỏi bảy, ý là vậy đó. Nhưng mà tôi hỏi bạn, thí dụ như Việt Nam Cộng sản làm được cái quần què gì trong trường hợp này, các bạn làm được gì? Việt Nam Cộng Hòa còn bắn lộn với Tàu, giết bớt mớ Tàu rồi mất đảo, Việt Nam Cộng sản làm được gì? Bạn hay già trả lời tôi thử, làm được cái gì? Làm được cái gì? Việt Nam Cộng sản sẽ xúi lính là Đức căng tay cho Tàu nó bắn chết rồi cũng mất đảo. Nhưng mà Việt Nam Cộng sản khôn trong ngoặc kép nha, khôn liền trong ngoặc kép, hơn Việt Nam Cộng hòa ở chỗ về nhà viết sách Vòng Tròn Bất Tử, xúi mấy con bò đỏ giống như hà già vậy nè, xúi bò đỏ ca ngợi những anh hùng liệt sĩ đã xả thân bảo vệ Trường Sa, bảo vệ cái quần què mất mẹ nó rồi. Mấy con bò đó, nó mới căng ngợi cái đó. Còn cái vòng tròn đó chết hết trơn, không còn thằng nào sống mà san hô bất tử. Nói cái gì phải nói cho chúng, bất kỳ là chuyên môn dẫn truyền thuyết, mà truyền thuyết là truyền thuyết bậy. Việt Nam Cộng Hòa không có vòng tròn bất tử. Việt Nam Cộng Hòa chúng ta bị xâm lược vào năm 1974, mình công nhận bị xâm lược, lên án đàng hoàng, kêu gọi quốc tế phát những cái công hàm ra cho quốc tế để họ đứng về phía mình. Và rất là nhiều nước đứng về phía mình hồi năm 74, lên án hành vi Trung Cộng xâm lược Hoàng Sa. Chứ Việt Nam Cộng Hòa không ngu ngốc đến đảo mình. Chúng ta là những vòng tròn bất tử, chúng ta đã chiến đấu để giữ đảo, giữ cái quần què. Việt Nam Cộng sản không có giữ được cái quần què cho tới bây giờ. Những cái đảo mà Việt Nam Cộng sản đang giữ ấy, chẳng qua là ngồi ngồi thở oxy. Thằng Tàu nó chưa đánh là bởi vì Mỹ nó còn mạnh quá. Mỹ nó còn mạnh quá, Mỹ nó không phải một đảng dân chủ, nó chỉ một thằng Mỹ mà chỉ mỗi đảng dân chủ nó triệt, đảng Cộng hòa nó triệt những người ông Trump xong là Tàu lấy hết Trường Sa. Chứ Việt Nam Cộng sản gọi là ăn quần què cũng không chống được Tàu nữa, chứ đừng có nói không bao giờ dám bắn một viên đạn nào vào Tàu hết á. Anh chị hiểu vấn đề không? Tức là trong cái thế trận mà quốc tế Cộng sản nó thao túng các nước lớn, nó bán Biển Đông cho Tàu, thì Việt Nam Cộng hòa đã làm tốt nhất có thể, những gì mình có thể làm. Và ở trong nội bộ của Việt Nam Cộng Hòa, Bắc Kỳ nó nằm vùng nhiều quá, chắc như không quân là cái mà có thể mình đánh phủ đầu thằng Tàu để có thể mình ngăn chặn được cuộc xâm lược 74 á, thì không quân của mình bị chói tay chói chân bởi cái thằng Bắc Kỳ nó ngồi trong Nguyễn Cao Kỳ đó, nó không cho xuất kích xong đổi thừa tại Mỹ, tại Mỹ không cho xuất kích. Ủa thằng Mỹ nó ra lệnh được không quân Việt Nam Cộng Hòa luôn, nó dốc nói cái đó chỉ có mấy con bò nó nghe thôi, bò vàng nó tin. Chứ còn chúng ta là dân Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta biết không quân Việt Nam Cộng Hòa bị Nguyễn Cao Kỳ nó khống chế, nó không cho đi. Trời ơi nó mừng lắm, các anh chị không hiểu đâu, mấy thằng Bắc Kỳ nó thấy Tàu mà chiếm được đất mình nó mừng lắm. Ngoài mặt tính hô chống Tàu chứ trong ruột của nó, trời ơi, nó mừng lắm. Giống như nó thấy Bắc Kỳ mà xâm lược Việt Nam Cộng Hòa nó mừng vô cùng luôn. Nhưng mà ngoài mặt nó chống xâm lược chứ bọn tao là chống cộng rất giỏi. Nó phải xạo, nó phải xạo lời vậy, tại cái gen của tụi nó là phải gen xạo lời mà nó mới mị dân được. Nhưng thật ra trong ruột của nó rất thích Tàu với Bắc Kỳ xâm lược và tiêu diệt Việt Nam Cộng Hòa, nó thù Việt Nam Cộng Hòa mà. Thì trong cái hoàn cảnh như vậy, Việt Nam Cộng Hòa đã làm tốt nhất có thể. Giống như sau này cũng vậy, chúng ta đã còn đã có rất nhiều lần, thậm chí chúng ta đánh mà đánh phủ đầu thằng Cam trên đất Cam, trên đất Campuchia, trong cái trận mà nó gây cuộc thảm sát ở
ở cái khu biển hồ, anh chị biết không, cái hồ Tonle Sap, vậy mình kêu là biển hồ đó. Hồi xưa cái đất đó là đất của Đàng Trong, không phải đất của Campuchia đâu. Pháp nó ghét thằng Mỹ, nó ghét thằng Anh, cái lúc nó thua trận trận Điện Biên nó cắt dùng nó giục cho Campuchia, nó không trả lời cho nhà Nguyễn của mình. Thành ra rất là nhiều người Việt còn sống còn kẹt lại bên bên Campuchia ở Nam Giang, tức là thủ đô Phnom Penh bây giờ đó, còn nghẹt lại ở vùng biển hồ đó. Người ta là người Campuchia gốc Việt, không phải nói gì mà đúng nè, người Campuchia gốc Đàng Trong, người Campuchia gốc Nam Kỳ, nói vậy mới trúng đó. Chứ Việt nào, gốc Việt nào, không có thằng Bắc Kỳ nào mà sống trong cái cộng đồng đó hết á. Thì cái thằng Campuchia lúc đó cộng sản nó lên nắm quyền, nó mới thảm sát, nó mới giết, nó mới hiếp, nó mới đốt nhà, nó mới bắt bỏ tù, tàn sát những cái làng người Việt sống ở biển hồ Tonle Sap. Thành ra là Việt Nam Cộng Hòa mình tổ chức một cuộc hành quân qua đánh phủ đầu tụi nó, xong rồi cứu người dân của mình về. Mà hình như tôi nhớ mình làm 2 trận rồi đó, 2 trận nó quánh mình hoài à, miên cổng á, mình cứu về, mình cho định cư ở Tiền Giang, ngoài chỗ Cửu Long đó, Đồng Tháp rồi Tây Ninh, cho định tái định cư lại. Sau này á, thằng mấy thằng cộng sản nó ép lắm, nó mới lùa mấy người này đi ngược trở lại miên, một mớ nè, một mớ nó giết nè sau 75, rồi một mớ ở chỗ Tây Ninh đó, là nó lùa đi người ta quay trở về, rồi xong nó không có cấp giấy tờ cho người ta. Thành ra rất là nhiều người Việt mà sống ở cái biên giới Tây Ninh đó, người Việt gốc Nam Kỳ á, là tới bây giờ vẫn không có giấy tờ, con cái không được học hành, họ sống nghèo khổ lắm. Tại vì nó những người này do Việt Nam Cộng Hòa cứu, thành ra cộng sản nó đày đọa. Rồi còn những câu chuyện mà nước này nó chiếm đảo này, nước kia nó chiếm đảo kia của mình ha, cái câu chuyện đó từ năm 1975 cho tới bây giờ là 48 năm, gần 49 năm, Việt Cộng chưa bao giờ dám hé môi. Nó hô nó giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nó hô Hoàng Sa Trường Sa Biển Đông là của Việt Nam, tức là của nó, nhưng mà không lẽ nó nói của tao thì kỳ quá, nó nói của Việt Nam, phủ nhận của Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng chưa bao giờ những cái đảo mà bị mấy cái nước xung quanh nó tranh chấp hoặc nó chiếm, chẳng như Phi Lục Tân chiếm mớ nè, rồi Mã Lai Indo chiếm mớ nè, dưới này á là Thái Lan giành một mớ cái một cái vùng mỏ dầu với mỏ khí đốt nè chẳng hạn vậy đó, Campuchia nó cũng giành một mớ ở trong biển vịnh Thái Lan nè. Chưa bao giờ Việt Cộng hé môi nói một tiếng nào, chưa bao giờ tụi nó coi đất Việt Nam Cộng Hòa, biển đảo Việt Nam Cộng Hòa là của nó. Nó coi của nó là để nó cướp thôi, còn ai cướp được kệ, muốn cướp thì cướp. Anh chị hiểu hiểu vấn đề không? Tức là không phải là của tổ tiên tiền nhân, nó không có gì quốc gia gì hết. Mấy thằng Bắc Kỳ là mấy thằng ăn cướp, thành ra nó nhìn thấy những nước khác ăn cướp nó cũng khoái lắm, nó cũng chấp nhận, ngồi với nhau nó thậm chí không lẽ nó nói bây giờ tụi mày vô cướp đi thì kỳ quá. Nó cướp được nhiều nó khóa người he, mấy người kia cướp ít nó hính thinh vậy thôi. Là cái bộ mặt thật của nhà nước mang tên Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, hay là những thằng Bắc Kỳ cộng sản đó. Rồi anh phân tích vậy được chưa hay già? Việt Nam Cộng hòa trở lại đi rồi tụi mày thấy cái cảnh với tao, tụi mày sẽ thấy cái cảnh với tao. Dân tụi tao ăn có súng hết rồi tụi mày vô đây cướp đảo, tụi mày vô đây cướp biển, ngư dân của tao ăn có súng hết rồi tụi mày vô đây, hiểu không? Hiểu vấn đề không? À, Moon hỏi anh Quy cho em hỏi tại sao mấy người chống cộng sản lúc nào cũng nói là muốn lật đổ cộng sản chứ không chịu Nam Bắc hai nhà vậy anh Quy? Tuổi trẻ quốc gia mới đăng trên Twitter hay là Facebook gì đó cái trích dẫn của tôi á, mà tôi tin là nó đang cái trích dẫn này thế nào cũng có người gọi là ghét, ghét mà ghét mà run 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 trong người, nhưng mà run mà không dám dậy. Cái trích dẫn nó ngắn lắm, nó là hầu hết những người chống cộng không biết cách chống cộng, hầu hết những người đấu tranh dân chủ không có biết dân chủ là gì. Tôi nói á, tôi nói đó, không ai dám nói tôi nói á, các anh chị nói tôi sai đi, có ai nói tôi sai đi, câu hỏi của Môn là minh chứng đó. Chống cộng sản, lật đổ cộng sản mà không muốn Nam Bắc hai nhà, vậy chống cộng sản làm cái quần què gì? Chống cộng sản làm gì? Tại vì chống đâu có được đâu, thứ nhất là không có Nam Bắc hai nhà, lấy cái gì để chống cộng sản?
Tại vì các anh chị không thể phân rõ làng ranh quốc cộng, không thể biết ai ta ai địch. 48 năm nó trộn lộn như vậy, Nam Bắc một nhà, hòa hợp hòa giải, gác lại quá khứ hướng tới tương lai. Đó là chủ trương chính sách của tụi nó, mà cái đó là liều thuốc độc của tụi Bắc Kinh với Bắc Kỳ, nó tiêm vô đầu người Nam Kỳ của mình mà. Đúng không? Thôi chống cộng mà đi uống thuốc độc của Bắc Kinh với Bắc Kỳ thì chống làm cái quần què gì, ôm cái quần què ăn luôn đi chứ chống cộng gì, hiểu không các anh chị? Hiểu 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 cái nguyên nguyên tắc cơ bản vậy đó. Nhưng mà cái tôi nói với anh chị, cái ốc nó hư hết rồi, cái ốc nó bị tim Nam Bắc một nhà vô, nó thiếu thuốc độc mà nó hư hết rồi, nó gần như không còn gì, nó không còn lương tri, nó không còn gọi là cái nhận thức thông thường để hiểu cái gì đúng cái gì sai đó. Thành ra mình nói những gì đúng mà họ nghe nó lạ lẫm lắm. Rồi chống cộng sản, thôi chống cộng sản, lật đổ cộng sản để Nam Bắc một nhà nhiều lắm nha. Thì tôi hỏi các anh chị một câu thôi, ủa bây giờ nó có Nam Bắc một nhà rồi, vậy chống cộng sản làm cái quần què gì? Chống cộng sản để Nam Bắc một nhà, hey khoan xin tì, nó đang Nam Bắc một nhà. Nó đang Nam Bắc một nhà, nó xâm lược Việt Nam Cộng Hòa xong nó phá khỏi cái gì tiếng 17 rồi, phá cái bức tường biên giới của chúng ta rồi, nó lùa dân Bắc Kỳ chúng nó ở 20 triệu, có thể hơn rồi, bây giờ 20 triệu thằng Bắc Kỳ đang sống trong Nam Kỳ, còn đâu gì nữa, Nam Bắc một nhà rồi, người dân Nam đang sống chung với Bắc Kỳ đó, đã không sướng không, sống với Bắc Kỳ sướng không? Sướng không, sao 48 năm một nhà với Bắc Kỳ đã không, đã không, ăn quần què hết rồi đã gì nữa, tại vì Bắc Kỳ nó ăn quần què mà nó vô nó cho mình ăn chung cho vui, ăn quần Tàu nữa chứ không phải được ăn quần Việt cũng đỡ, ăn quần Miên đi cũng đỡ nhục, ăn quần Lào đi cũng đỡ nhục, ăn quần Tàu mới chịu. Nam Bắc một nhà là ăn quần Tàu, là ngục quần Tàu. Nam Bắc một nhà là một cổ hai ba chồng, vừa Bắc Kỳ nô vừa Hán nô. Vậy chống cộng sản làm quần què gì? Vốn dĩ Việt Nam bây giờ đã Nam Bắc một nhà, tất cả những người hô đấu tranh dân chủ và chống cộng sản mà đòi Nam Bắc một nhà là quý vị thứ nhất là vô cùng điếm, gọi là đĩ chống cộng, điếm dân chủ. Người ta đã có Nam Bắc một nhà rồi mà đi chống cộng, đấu tranh dân chủ để Nam Bắc một nhà là cái thứ đĩ điếm. Tôi nói thiệt chứ tanh nhất trên thế giới này, không có cái loại nào tanh bằng, không có bằng. Cái tụi khủng bố Hồi giáo cực đoan cũng không tanh bằng quý vị nữa, tại vì tôi nói nó tàu khoái giết người là nhà với giết người, rõ ràng vậy đó. Đúng gì? Tao là dân chủ, tao là chống cộng, mà tao chống cộng dân chủ để Nam Bắc một nhà, trời ơi nó điếm gì mà nó điếm, thôi là điếm. Nó điếm gọi là 1910 với đám đảng dân chủ Mỹ. Đúng không? Tôi nói sai chỗ nào? Ai chứng minh giùm tôi thành ra cái hashtag Nam Bắc hai nhà này của mình nè là để lột mặt nạ tất cả những thằng dân chủ điếm chống cộng đĩ, tất cả những cá nhân tổ chức dân chủ điếm chống cộng đĩ là sẽ bị cái hashtag Nam Bắc hai nhà của mình lột mặt nạ hết, không có thằng nào còn. Vậy là mày núp cỡ nào đi chăng nữa, không tin các chị vô nhà mấy thằng đó, các chị hỏi một câu thôi, anh muốn Nam Bắc hai nhà hay Nam Bắc một nhà, hỏi đúng câu đó cho tôi. Ôi anh luật sư ơi, anh chống cộng giỏi quá mà anh muốn Nam Bắc hai nhà hay Nam Bắc một nhà, hỏi đúng câu nó quay lại nó chửi má mày, mẹ mày phân biệt vùng miền, chia rẽ vùng miền, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Ủa mấy cái câu này là tuyên giáo Ba Đình nó nói mà anh, thiệt á, trong tài liệu tuyên giáo Ba Đình nó có nói luôn á, không tin tôi đưa cho. Nó đào tạo về nhà báo báo chí đảng, nó đào tạo y vậy mà, tôi học mà trường của nó mà Ba Đình nó nói y vậy luôn đó, không được chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, không được kỳ thị phân biệt vùng miền. Âm mưu chia rẽ đất nước ta một lần nữa, trời ơi tụi chống cộng dân chủ nó sẽ dãy lên, nó nói y như Ba Đình vậy đó. Các anh chị vô vô bình luận hỏi đúng câu đó, nó dãy lên, nó dãy y như tuyên giáo, không khác chút nào. Rớt mặt nạ không? Ủa tuyên giáo nói giống hệt anh vậy đó. Ủa sao anh chống cộng mà nói chuyện giống tuyên giáo vậy, là chết mẹ rồi. Thành ra cái đám chống cộng đĩ dân chủ điếm á, nó các anh chị hỏi là nó sẽ nhẹ nhàng lóc các anh chị, nó không bao giờ dám trả lời các anh chị. Mà gọi là làm chính trị nói chung á, trong trường hợp này là đấu tranh dân chủ hay là hoạt động chống cộng lật đổ cộng sản ba la làm chính trị nói chung á, mà lóc tiếng nói đối lập, chặn tiếng nói đó là không dám trả lời câu hỏi rất là đàng hoàng tử tế của người dân, là mấy anh đó không phải là chính trị gia.
nó không có đấu tranh dân chủ gì đó, nó không chống cộng gì đó, nó không có làm chính trị gì đó. Nó là những thằng đĩ, những con điếm trục lợi trong việc đấu tranh mà thôi. Nó là những tổ chức đĩ điếm trục lợi trong trong công cuộc đấu tranh, nó lợi dụng cờ vàng để nó kiếm ăn mà thôi. Ai đó nói tôi nói sai đi, ai đó chứng minh tôi sai chỗ nào đi. Thành ra tôi welcome bò đỏ, bò vàng, bò ngũ sắc, bò lục sắc gì vô đây hết. Tôi dặn là quản gia không bao giờ bịt miệng ai, trừ ba nguyên tắc. Ba nguyên tắc đó, cho ai phản biện ba nguyên tắc đó của tôi đi. Thứ nhất, không được nói xấu nhục mạ quốc gia Việt Nam Cộng hòa của tôi. Thứ hai, không được nói xấu nhục mạ công dân Việt Nam Cộng hòa của tôi. Thứ ba, không được tuyên truyền chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa dân chủ tả khuynh ở trong kênh của tôi, trong đài của tôi. Các anh chị bỏ ba, đừng có vi phạm đúng ba nguyên tắc đó. Các anh chị vô đây, các anh chị chửi cha mắng mẹ tôi cũng được, nó vô hết, tôi gom vô hết mà, tôi kêu lên đấu tố tôi luôn mà. Không bao giờ bịt miệng các anh chị. Tại sao? Tôi không có làm chính trị, tôi không đấu tranh dân chủ, tôi cũng không chống cộng quần què vậy đó. Nhưng mà tại mình là con người, mình khác với con đĩ, chống cộng với con điếm dân chủ. Cái loại đó nó không phải loài người. Cần gì phải bịt miệng người ta? Anh hãy dùng lý lẽ để anh chứng minh là người ta sai anh đúng. Con người nó khác con thú ở chỗ đó, con thú nó không biết lý lẽ gì, cho tao hùng hổ tao cắn mày à, vậy là tao đúng rồi đó, mày sai. Đâu phải vậy. Đâu phải vậy. Con thú với con cộng nó toàn là nó dùng sức mạnh nó bịt miệng người ta để nó chứng minh nó quang vinh vĩ đại. Còn chúng ta là con người. Chúng ta phải khác nhé. Cái đám dân chủ với chống cộng theo cái kiểu Nam Bắc một nhà đó, thậm chí nó còn chưa bằng con người, nó làm chính trị sao được, chính trị gia phải cao hơn người bình thường chứ. Đúng không? Thành ra câu hỏi của Moon nó đơn giản là gì? Hầu hết những người chống cộng không biết chống cộng là gì, hầu hết những người đấu tranh dân chủ không biết dân chủ là gì. Tôi giám quốc gia gửi cái link mà cái bài mới đăng đó cho mấy bạn vô coi đi, vô chấm thì coi có bò nó vô nó chửi không. Mấy đứa nó tự đăng nha chứ không phải tôi đâu. Tôi nói tùm lum tà la mà 1 2 tiếng đồng hồ trên live, tôi đâu có rảnh, tôi ngồi đi, tôi trích dẫn là lời tôi nói. Ai nhậu gán chịu nha. Anh Hậu Nguyễn nói thật sự mỗi khi đi ngang nhà máy giấy của Tàu Cộng, anh không cầm được nước mắt khi nghĩ tới diễn cảnh chết chóc và bệnh tật của 5-10 năm tới nữa. Dạ, đúng anh. Thiệt ra hồi xưa mà tôi bị tụi Tàu nó được chém là cũng bởi cái cảm giác giống như anh. Tụi dân chủ với tụi chống cộng nó rần 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 đó. Nó hô chống Tàu, chống Tàu, Tàu làm hại này, hại kia cho Việt Nam, rần rần rần. Nó kéo người dân chúng ta đi theo con đường chống Tàu cho Bắc Kỳ. Nói gì cho dễ hiểu nhất, một trong những cái dự án mà nổi bật nhất chống Tàu cho Bắc Kỳ chính là Formosa Hà Tĩnh. Formosa Hà Tĩnh là Bắc Kỳ chứ gì nữa, đúng không? Chính Bắc Kỳ nó rước Formosa vô, cái Bắc Kỳ nó dãy dãy lên chống Tàu, cuối cùng mấy thằng Bắc Kỳ rước Formosa nó bay qua Canada xứ tôi nè, nó ở Võ Kim Cự đang ở đây nè. Cái hình mà cái thẻ xanh của Võ Kim Cự là hình giả không phải hình thiệt, nhưng mà đúng là Võ Kim Cự đang ở đây, trốn ở đây rồi. Chính Bắc Kỳ rước cái đó vô, rồi chính Bắc Kỳ tóc chạy ra hải ngoại, rồi chính Bắc Kỳ la dãy 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 lên ăn dụ dân Nam Kỳ theo đặng chống Tàu cho Bắc Kỳ nha. Các anh chị nhớ cái câu chống Tàu cho Bắc Kỳ, cái đó là một cái loại thuốc độc đó, nó tiêm vào đầu dân Nam Kỳ. Dân Nam Kỳ không có cần chống Tàu, ông bà mình chưa bao giờ chống Tàu. Tại sao các anh chị biết không? Ủa tại sao phải chống cái người mà họ đến xứ mình để họ thành một phần của xứ mình, họ hòa nhập vào nền văn hóa của mình, họ sống một cách gọi là biết trật tự, biết trên dưới, biết chủ khách, mình làm chủ họ làm khách mà, họ là người khách da mình làm chủ da mà. Các chị hiểu vấn đề không? Tự nhiên sao mình phải chống mấy cái thằng mà nó đến đây nó ngoan ngoãn, nó hiền lành, nó hòa nhập, nó sống một cách đàng hoàng mà nó còn đóng góp cho đất của mình nữa. Bất kỳ nó dụ mình, nó tiêm thuốc độc vô đầu mình, chống Tàu để mình chống chính dân Nam Kỳ của mình, dân Nam Kỳ gốc Miên, dân Nam Kỳ gốc gốc gì đi chăng nữa thì cũng là dân Nam Kỳ. Chúng ta phải bảo vệ sức mạnh của Nam Kỳ. Thế gì hiểu không? Thành ra cái Phọt Ma Sa nó kéo chạy tuốt ra ngoài, chống Phong Ma Sa, chống Phọt Ma Sa. Thì tôi ngồi tôi suy nghĩ tới suy nghĩ lui, tôi gọi là không lẽ bây giờ mà mình đứng lên mà mình chống lại cái đó, trời ơi, trong nước mà anh chị chống lại cái đó chắc nó gô cổ mình, nó nhốt quá.
Các anh chị phải mượn chiều gió, thuận theo chiều gió, phải gọi là phải ngoan với tụi dân chủ Bắc Kỳ, với tụi chống cộng Bắc Kỳ, các anh chị mới sống. Tôi nói thiệt á, chừng nào các anh chị ra hải ngoại đi thì lúc đó các anh chị sẽ sống không bằng chết nếu các anh chị trong Bắc Kỳ nhưng mà không sao, nhưng mà không sao, dân Nam Kỳ mình chịu chơi mà, anh chị. Ừ. Thành thử ra tôi nghĩ tới nghĩ luôn, tại sao mỗi tỉnh các anh chị không tự chống mà các dự án mà nó hủy diệt môi trường ở tỉnh các anh chị, đó chính là con đường tôi phát động đó. Các anh chị ngồi kiểm tra lại coi tôi nói đúng không, nghe lại các chương trình của tôi. Mỗi tỉnh các anh chị phải tự thành lập team group của mình, mỗi huyện có team group riêng chống các dự án mà gây hủy diệt môi trường ở tại tỉnh các anh chị đó. Cứ cái nào mà made in China ở dự án các anh chị biểu tình chống đó, mà đừng có biểu tình theo kiểu ngu ngốc là tập trung rồi hẹn nhau ở chỗ cho công an nó đập. Phải last mod. Flash mod là gì? Dân chủ Bắc Kỳ ở ca nhảy Joe Suvong, Quỳnh Di Phong á. À, lãnh tụ là gì, thánh nhân của cái gì Bắc Kỳ gì nó cũng kêu thánh đó, cái chuyện gớm, thánh nhân của mà Hương Cảng rồi nó ca rõ ôm sùm hết trơn. Mà tới hồi mình kêu gọi biểu tình Blast Mode ở tại Nam Kỳ, tất cả tỉnh Nam Kỳ nó quay qua an ninh nằm vùng, an ninh cộng tổng cục 2 phá hoại phong trào dân chủ, nó chửi tôi á. Ủa gì kỳ á, ủa gì kỳ á, thằng Quỳnh Chi Phong của Hồng Kông á là thánh của Bắc Kỳ, còn thằng Quỳnh Quốc Quy của Nam Kỳ ấy, thì là an ninh cộng sản nằm vùng sao kỳ vậy sao kỳ vậy, mà cái đường lối tôi với nó là giống hệt nhau. Thế là biểu tình không cần lãnh tụ, không cần hẹn hò, tự phát tự rút, tự bảo vệ nhóm của mình, không cần phải 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 theo bất cứ thằng nào, không cần lãnh tụ. Gì hiểu vấn đề không? Và Bắc Kỳ nó lúc nào cũng phải cần lãnh tụ. Bắc Kỳ cộng sản thì cần cha già dân tộc chui hen, còn Bắc Kỳ dân chủ và Bắc Kỳ chống cộng thì phải cần lãnh tụ dân chủ và lãnh tụ chống cộng, là cái lúc nào nó cũng phải xây dựng hình ảnh lãnh tụ vậy đó nó ngu ngốc mà các anh vậy, chưa có thành người đúng mà. Thành ra quay trở lại, khi mà tôi kêu gọi mỗi tỉnh phải làm ở tỉnh mình đó, chứ thay vì tập trung đấu tranh cho Formosa, trong khi dân xứ Nam Kỳ mình không chịu đấu tranh là sao, nó giết xứ Nam Kỳ mình còn hơn Formosa nữa. Thành ra khi đó mấy anh em trên cao nguyên tụi tôi thành lập rất là nhiều nhóm, mấy anh em ở miền Đông và Đô Thành cũng được nhiều nhóm, rồi mấy anh em miền Tây cũng được nhiều nhóm, mấy anh Duyên Hải cũng có nhiều nhóm. Thì khi đó tụi nó mới ghét, tụi nó mới tức. Thì cái nhà máy mà Lee Enmei là nhà máy giấy mà anh Hậu Nguyễn nói, đó là cái chỗ mà tôi về tôi thành lập một cái câu lạc bộ môi trường đó, lấy cái câu lạc bộ môi trường để cho mấy bạn trẻ hiểu về môi trường, hiểu về sinh thái, hiểu về cái mà chất độc có thể gây đồng hóa, gây xin lỗi thì gây quái thai và diệt chủng cho các bạn hiểu, thì ngay lập tức là nó đập banh chành, ngay cái câu lạc bộ môi trường đó là nó cũng cài an ninh vô, nó giả dạng làm luật sư để nó vô nó hô nãy tôi sẽ bảo vệ về pháp lý nếu có chuyện gì cho mấy bạn trẻ, mấy bạn trẻ đâu có biết, bắt đầu là liên lạc mời vô ngồi nó phá nát má bành. Mà tôi trước đó tôi đã dặn mấy 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 em với mấy cháu đó rồi, là mình trả lời làm sao, mình nói chuyện làm sao, an ninh nó gặp mình hay gì á, lỡ mà có gặp nó nói thì mình phải nói làm sao để cho không có mắc cái tội hình sự, nó có đập bàn dỗ ghế nó cũng không làm gì được mình. Cái là mấy 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 đứa mà học sinh mà các anh chị đâu làm gì được tụi nó, thành ra tụi dân chủ với tụi chống cộng Bắc Kỳ nó thù tôi cái vụ á, mà tôi làm nhà máy Lee Inman dữ lắm. Tại sao tôi kể câu chuyện đó với anh Hậu Nguyễn với các anh chị biết không? Tụi Bắc Kỳ nó dồn sự chú ý của chúng ta vào Formosa, chống cộng cho Bắc Kỳ, thật ra nó muốn dắt mũi Nam Kỳ mình đi vào dòng tuyệt lộ. Hôm nay tôi nói cho các anh chị biết, thật ra tôi muốn nói về Formosa lâu rồi, nhưng mà giống như nó cũng nhiều chuyện quá, mình gọi là mình làm không sải. Sẵn câu chuyện này tôi kể cho các anh chị nghe. Anh chị, Formosa chính là một trong những cái bẫy truyền thông mà Bắc Kỳ nó dắt mũi dân Nam Kỳ mình đó. Tôi hỏi các anh chị một câu thôi, các anh chị đấu tranh cho Formosa thắng ai có lợi? Dân Nam Kỳ có lợi gì không? Chỉ tôi nếu nha, nếu thắng nha, các anh chị không thắng đâu, thắng làm sao hợp tác với Bắc Kỳ mà Nam Kỳ thắng, bất kể cái hợp tác trong lĩnh vực gì, lĩnh vực nào mà hợp tác với Bắc Kỳ các anh chị đều thua 100%, không có trừ lĩnh vực nào. Nhưng mà tôi nói ví dụ á, thí dụ như là cái cuộc chiến chống Phật Mà Sa các anh chị thắng ai có lại, nhưng Nam Kỳ có lại gì không? Khi các anh chị dồn hết sự chú ý, tâm sức, rồi sự hoạt động của các chị năm này qua tháng nọ dồn vô phòng massage như vậy á,
thì những dự án khác của thằng Tàu nó nguy hiểm, nó độc hại mà nó chiến lược hơn. Chữ chiến lược đó in hoa lên giùm tôi, in đậm lên, mình gạch đích luôn. Nó sẽ âm thầm làm được cái nhiệm vụ của nó, bởi vì người ta chú tâm vô Phật Ma Xe. Thằng Bắc Kỳ nó thực thi rất nghiêm chỉnh nghị quyết của Bắc Kinh. Bắc Kinh sai làm gì nó, tụi bay phải kéo dư luận của người dân trong nước và ngoài nước tập trung vô cái này cho tao. Đánh cho Formosa sập cũng được nữa, nhưng mà bây giờ thì nó chưa sập rồi đó, nhưng mà nó ảnh hưởng nhiều, ảnh hưởng nhiều, nhưng mà mày đánh sập cũng được nữa, mày đánh cho tao để những dự án khác của tao mà mang tính chiến lược in đậm lên gạch đích, nó sẽ thành tựu không ai chú ý tới. Một trong những dự án chiến lược của thằng Tàu chính là nhà máy giấy Liên Minh. Nhà máy giấy Liên Minh nó mới là nhà máy diệt chủng, nó mới là cái gọi là phá nát dùng lương thực lớn nhất của Việt Nam Cộng Hòa. Việt Nam Cộng Hòa mình dựa vào lương thực nào? Không phải đồng bằng sông Cửu Long chứ đâu. Ở đâu làm lúa nuôi cả nước Việt Nam Cộng Hòa, nuôi cả Việt Nam Cộng sản, nuôi cả thế giới này luôn. 7 triệu tấn gạo xuất cảng một năm, các chị tưởng tới nhỏ lắm hả? Các anh chị lấy 7 triệu tấn, các anh chị chia ra thế nào? Một một năm một người ăn bao nhiêu ký gạo? Chia ra coi, nó nuôi cả tỷ người. Cái vùng đồng bằng sông Cửu Long nuôi cả tỷ con người. Các anh chị hiểu vấn đề không? Mà không không giàu được là do Bắc Kỳ nó cướp thôi. Mà cái câu chuyện thằng Tàu á, nó muốn tiêu diệt vùng đồng bằng sông Cửu Long, nó tiêu diệt Việt Nam Cộng Hòa, là nó nằm trong chiến lược của Bắc Kỳ và Bắc Kinh. Phải tiêu diệt cái vùng này thì sức chiến đấu của dân miền Nam Việt Nam không còn nữa. Gạo không có ăn mà chiến đấu cái gì. Rồi á, tôm cá anh Hậu Nguyễn đi hoài biết nè, tôm cá bây giờ ở cái vùng dòng sông nó cứ xả nước thải xuống hoài, con tôm con cá nào sống cho nổi. Bây giờ dân đồng bằng sông Cửu Long kiếm con tép chấu còn khó nữa mà. Con tép chấu kiếm còn khó nữa mà. Cá bây giờ đâu còn nhiều như hồi xưa. Hồi xưa mỗi lần mà mùa nước về, bây giờ tháng 7, tháng 7 tháng 6 âm lịch, thì khoảng tháng 9, tháng 9 là cái mùa đó là cá tôm đầy đồng, đầy sông. Bây giờ cái mùa đó chính là cái mùa giàu có của dân đồng bằng sông Cửu Long tôi á. Bây giờ Tàu nó chấn cái nhà máy xả nước thẳng xuống sông, mà cái sông lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long chính là sông Hậu, sáng ngay cái chân dùng nó luôn vậy đó. Thì cái lưu lượng nước nó cứ chạy lên chạy xuống, chạy lên chạy xuống, nước rộng nước lớn á anh chị, theo thủy triều chạy lên chạy xuống, cái đập nó lan tỏa xung quanh mà lưu vực sông sông Hậu hai bên vậy đó. Thì ở trên là bắt đầu Đồng Tháp, An Giang, xuống đây chút là Cần Thơ, Vĩnh Long, xuống đây một chút đó là Hậu Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, nguyên cái chảy đó anh chị ngồi đếm nè: Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, 7 tỉnh. Các anh chị đếm thử coi 7 tỉnh đó chiếm bao nhiêu phần trăm lúa, mía, cá, tôm, thủy sản, trái cây của Việt Nam, của Việt Nam Cộng Hòa. 7 tỉnh nó chiếm muốn hết rồi, còn đâu, còn đâu nữa, đúng không? Đồng Tháp, An Giang là muốn muốn hết rồi, còn thêm Cần Thơ nữa là muốn hết hết cái vùng lúa rồi. Vùng lúa là Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ với Kiên Giang là vùng lúa lớn nhất chứ đâu. 4 tỉnh đó. Sóc Trăng, Hậu Giang là lúa cũng lớn nhưng mà không nhiều bằng, nhưng mà lúa ngon, tại vì cái vùng hạ 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 nguồn á, gần ra cửa biển, lúa ngon lắm. Nhưng mà lớn nhất là Đồng Tháp, An Giang chứ đâu. Rồi Cần Thơ nữa là còn thêm Kiên Giang nữa thôi, nhé Kiên Giang lọt thỏm ở phía biển biển Tây rồi. Mình ô nhiễm chưa tới nhưng mà ở đó nó chuẩn bị nó xây nhà máy khác, tàu nó xây cái khác ha. Rồi thủy hải sản, thủy hải sản của vùng đó cái gì đếm thế cả, những công ty xuất cảng mà thủy hải sản lớn nhất có phải là công ty của An Giang nè, của Cần Thơ nè, của Đồng Tháp nè, rồi của Sóc Trăng nè, là lớn nhất đó, lớn nhất luôn đó. Hậu Giang tụi tôi cũng có một số công ty lớn xuất khẩu được qua Mỹ, qua qua Nhật Bản có, nhưng mà không nhiều công ty bằng mấy cái tỉnh mà tôi vừa kể. Nó cũng nằm ngay chân lưu vực đó đó, thủy hải sản đâu mà xuất khẩu, còn đâu mà xuất cảng. Anh chị thấy tàu nó đánh không, đánh vậy đó. Rồi cứ lâu lâu nghe nói tôm bị nhiễm này, lâu lâu cá bị nhiễm cái kia, mà thật ra nông dân có ai đi, nông dân miền Tây có ai đi mà cầm thuốc độc mà rải xuống gì cho con tôm con cá mình nhiễm độc nặng xuất qua bên tụi Canada tụi Mỹ nó chê nó trả về không? Nông dân tụi tôi đâu có ngu gì các anh chị. Cái nguồn nước nuôi ấy, nguồn nước ấy, nhiễm vô đồng, nhiễm vô ruộng, nhiễm vô kinh mương, thành ra nó nhiễm vô con cá, xét kiểu gì cũng dính đó. Thành ra đâu có xuất đi đâu được, bán cho tàu,
bán cho mấy nước cùi bắp sắt ít, mấy nước nghèo á, thành ra dân mình nghèo hoài. Mà cái sản lượng ngày càng giảm giảm giảm, bệnh thì ngày càng tăng. Tàu nó bán thuốc, bán phân, bán thức ăn thủy hải sản, và bán phân cho cây cây ăn trái, bán phân cho lúa. Tàu nó năm nào nó cũng thu vài tỷ đô tiền phân thuốc, trong khi mình bán khoảng 3 tỷ xuất cảng thì mình phải mua khoảng 3 tỷ rưỡi tiền phân thuốc của tàu, lúc nào cũng thua thiệt á. Mà đó là cái chiến lược của Bắc Kỳ và Bắc Kinh, nó giết đồng bằng sông Cửu Long. Thì từ từ cái gì thấy nông dân họ bế cửa rồi, đất thì bị cầm cố trong ngân hàng, thiếu nợ thì đầy đầu, làm ăn cái gì cũng lỗ, rồi cá tôm cái gì cũng nhiễm độc, mà sản lượng ngày càng giảm, cây trái thì ngày càng cằn cỗi, muốn gọi là muốn nó trúng mùa như hồi xưa thì phải dục phân dục thuốc của tàu vô để viết cho người ta làm cũng nổi nữa. Người ta sẽ quay lưng với đất, bỏ đất. Mà khi nông dân mà quay lưng với đất bỏ đất thì dùng đồng bằng sông Cửu Long đâu còn là giữa lúa nữa, chưa kể một cái kế thâm độc nữa, thằng tàu nó chặn mấy cái nguồn nước ở trên đi xuống đó. Là đồng bằng sông Cửu Long bị thiếu nước vào mùa hè, nhưng lại bị cái lượng nước quá nhiều, quá dư vào mùa mưa. Cái mùa hè thì nó khô cạn nước, có những nơi không có nước uống. Các anh chị thấy đồng bằng sông Cửu Long là cái nơi ấy, gọi là nó thấp, nó thấp gần gần bằng mặt nước biển mà lại không có nước. Chuyện gì kỳ vậy? Cái vùng trũng mà không có nước, mùa hè không có nước uống, không có nước tắm luôn. Có bao giờ mà chúng ta sống trong cảnh đó không quý vị? Trà Vinh nè, Bến Tre nè, Sóc Trăng nè, là những tỉnh mà thiếu nước, gọi là nghiêm trọng đến độ không có nước để cho dân ăn uống, không có nước tắm luôn. Chỉ có thời mà Tàu, Bắc Kỳ với Bắc Kinh nó hợp tác với nhau chúng ta mới bị vậy. Nhưng mà tới mùa mưa cái lưu lượng nước nhiều thì ở trên cái nó xả đồng loạt xuống một cái thì nước đó là nó cuốn là mấy cái cù lao, mấy cồn, mấy bờ sông của chúng ta lỡ banh chành té bẹ, banh hết, lỡ banh cái đất canh tác, lỡ banh nhà banh cửa. Các anh chị lâu lâu thấy video mà nhà dân đang ở nhưng người ta xây được cái cơ ngơi, nhà nó cũng đàng hoàng, sụp xuống sông nó, ta đứng ở trên bờ ta khóc khóc như con nít vậy. Các anh chị mà nhà bị sập như vậy đi, các anh chị sẽ thấy cái nỗi đau của họ. Cả cuộc đời người ta mới xây được cái cơ ngơi nhà cửa, nó lỡ banh chặt. Mà tại sao lượng nước nó nhiều như vậy? Là tại vì mùa mưa nó quá nhiều nước, mà suốt cái mùa khô thằng Tàu nó chơi, nó giam nước là trên đập của nó, mà mưa xuống như vậy nó không xả, nó bể đập thì bắt buộc nó phải xả ra. Nó xả ra như vậy thì cái lượng nước quá lớn, cái lưu dòng chảy nó quá mạnh. Mà cái dòng của mình thì bị Bắc Kỳ nó xây đê nó chặn hết. Cái Bắc Kỳ là cái gì nó cũng chống lũ, chống lũ, cái quần què gì nó cũng chống hết, ông trời nó còn chống hết. Chúng ta sống chung với cái loài mà con trời nó còn chống thì sao mà sống được. Nó chặn hết như vậy thì cái dòng nước nó chảy xuống, cái áp lực nó thay vì bình thường thì nó sẽ chia nhánh ra, nó chảy vô mấy cái nhánh sông nhỏ. Cái sông lớn nó chảy xuống gì nó chia ra mấy sông nhỏ, thì nhánh sông nhỏ nó mới chạy vô kinh mương nó mới chạy vô đồng ruộng, nó chạy vô mấy cái bưng, mấy cái lung, mấy cái bào, thì nước nó chẻ ra như vậy á, thì nước nó mà xuống càng đi xuống dưới nó càng yếu dần yếu dần yếu dần, nó không còn mạnh nữa, bây giờ nó chẻ ra, nó chẻ ra. Còn Bắc Kỳ là nó vô mấy chục năm rồi, từ sau 75 nó xây đê chắn nũ, đê ngăn nũ, đê trị nũ, cái quần què gì nó cũng chống nó trị, nó xây chắn hết hai bên sông này, sông Tiền cũng xây, sông Hậu cũng xây, thì nước chảy xuống nó không có chẻ ra được, thì nó, cái áp lực nó càng xuống dưới nó càng tống rất là mạnh vô bờ, thì đất đai của người dân rồi nhà cửa người dân rồi mấy cái cù lao ở trên, cù lao rất là trù phú ở trên sông Hậu sông Tiền nó tan nát, nó lở. Khi nó lở gì nó kéo theo một cái lượng sình đất phù sa nó ra tới cửa biển quá nhiều thì nó bồi lại, nó bồi lại thì nó lấp cửa biển, nó lấp cửa biển. Các anh chị hiểu vấn đề là nó gây đảo lộn cái hệ sinh thái ở cái vùng mà nước lở này. Có những cái cửa biển đồng bằng sông Cửu Long bây giờ tàu thuyền không đi được nữa, tức là không còn cũ nữa mà chỉ thất long thôi, có hai cửa bị chặn lại, nó lấp kín luôn. Bây giờ phải gọi là đồng bằng sông Thất Long chứ không còn Cửu Long nữa, nó chặn hết hai cửa rồi. Thì các anh chị thấy khủng khiếp không? Kế hoạch gọi là diệt chủng một cách rất là tinh vi bằng môi trường của Bắc Kỳ với Bắc Kinh nó hợp tác với nhau, nó giết cho mình Cửu Long của mình. Vậy thì các anh chị sẽ thấy là 10 năm nữa hay 15 năm nữa, tối đa là 10 trong đến 15, lượng lúa gạo cây trái và cá tôm của mình nếu không có gì thay đổi là nó sẽ tụt giảm. Bởi vì tôi mới nói với anh chị trong vòng 10 tới 15 năm nữa nó sẽ có một cuộc khủng hoảng lương thực khủng khiếp. Tôi xài từ khủng khiếp, các anh chị có thể không tin. Giống như cách đây 7-8 năm trước, lúc tôi còn ở Sài Gòn, tôi cảnh báo rằng là nếu mà người dân tiếp tục mà cù lừa với chính quyền, với mà nhà cầm quyền ấy,
thì mình sẽ mất hết tự do, mình sẽ sống như con vật, nó sẽ cai trị mình như con vật thôi. Và cái lúc đó không chỉ là những cái chuyện giống như đi lại hay là quyền ngôn luận vân vân, mà cái chuyện là sức khỏe của mình sẽ bị nó giám sát, thân thể của mình nó cũng giám sát rồi tư tưởng của mình nó cũng giám sát, rồi tôn giáo tín ngưỡng nó cũng sẽ giám sát. Nhưng mà lúc đó có rất là nhiều anh chị bạn bè không có tin, cái chục năm trước tôi nói người ta không tin, tại vì tôi nhìn thấy cái tốc độ mà cù lừa quá như vậy là nó sẽ tới chỗ đó. Cái đợt chống dịch cúm sạo lờ vừa rồi anh chị thấy không, cái dân kẽm rai nó hàng kín cửa, nó nhốt người ta trong nhà, nó dân hàng rào, nó đứng nó đội nón cói mang dép râu, nó cầm súng AK đi ra ngoài nó bắn á, rồi á gọi là nó đóng cửa hoàn toàn Sài Gòn với những cái đô đô thị lớn, người dân của mình không được đi làm ăn buôn bán, tỉnh nào cũng bị đấy, dưới quê tôi cũng bị luôn, đi ra đường là nó bắt á. Rồi á muốn đi phải không, phải xin giấy phép, mà muốn xin giấy phép á, phải bỏ tiền ra, mỗi lần đi qua đi lại nó chọt cái lỗ mũi, chọt cái lỗ mũi, nó chọt, có những người máu máu chảy ròng ròng vậy nè, để đi gọi là làm ăn buôn bán hoặc là đi mua đồ ăn cho gia đình thôi là cũng phải chịu nó chọt máu mũi chảy ròng ròng vậy đó. Nó chọt bánh cái lỗ mũi này luôn để được mua đồ ăn cho gia đình mình em vậy đó. Rồi nó đóng cửa những cơ sở là người ta không phục hồi được, sụp đổ luôn, cả năm ròng như vậy mà cái gì không mở cửa thì tiền thuê tiền mướn mặt bằng tiền mướn mà cơ sở đâu đâu có chịu nổi thì người ta đóng cửa sụp đổ luôn. Thì tôi hỏi các anh chị, từ khi nào mà Bắc Kỳ nó có quyền chặn đường chặn ngõ, đóng cửa, thậm chí hàng kín cửa nhà, rồi bắt dân Nam Kỳ đi đâu phải xin phép tụi nó gì, từ khi nào vậy? Từ khi nào mà mấy thằng Bắc Kỳ nó chỉ cần cái lệnh miệng thôi, hoặc là một cái tờ giấy, giấy như giấy chùa đích, nó đóng con dấu khoai lang, nó ký chữ ký mà còn không ra chữ của con người nữa, là nó phá tan nền kinh tế của Nam Kỳ mình. Bao nhiêu doanh nghiệp phá sản, bao nhiêu con người khổ sở, 8-90 ngàn con người chết, trả về cho gia đình chứ cái hũ vậy nè. Nó hồi chống dịch mà 80 mấy ngàn con người chết, trả về còn hũ cho là chống dịch. Nó chống dân Nam Kỳ mình đó, nó tiêu diệt Nam Kỳ mình đó. Có phải chúng ta đang sống như những con súc vật trong cái bàn tay của Bắc Kỳ không? Nếu thì suy nghĩ tôi nói nha. Từ khi nào dân Nam Kỳ can trường, khí phách, thông minh, can đảm, gen truyền thống của ông bà mình đó, lại trở thành những con cừu, những con lừa, những con bò, những con thú trong tay của tụi Bắc Kỳ? Từ khi nào vậy? Đấy như tôi nói anh chị đừng có nghe mấy thằng dân chủ điếm với chống cộng đĩ ở hải ngoại nó dắt mũi mình. Nam Bắc một nhà đoàn kết, nó không có biết cái quần què gì đang xảy ra trong nước, chúng ta mới biết, tụi nó không biết. Bắc Kỳ biến dân Nam Kỳ thành súc vật, trong khi tụi nó kêu chúng ta phải coi Bắc Kỳ là anh em. Bắc Kỳ coi chúng ta là súc vật, mấy thằng ở hải ngoại nó bắt chúng ta phải coi Bắc Kỳ là anh em. Chuyện gì vậy? Chuyện đó là chuyện gì vậy? Anh chị thấy không? Thành thử ra bây giờ quay trở lại, ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta không chỉ có nhà máy Liên Miên, không chỉ có hệ thống đê chống nũ của Bắc Kỳ để tiêu diệt, mà cái nguồn lương thực của chúng ta trong 10 15 năm tới, cái sự thiếu hụt lương thực trầm trọng cộng với cái sự mất tự do một cách nghiêm trọng vậy. Anh chị biết dân ở quê tôi đi ghe nhiều hơn đi xe, tại xứ tôi sông nhiều lắm, tụi Bắc Kỳ nó đâu có xe cầu đâu, đi đi xe đi ghe, mà đi ghe mà sợ đến nỗi vậy nè, ngồi im ở nhà ghe mà không dám chạy ra chợ. Tôi điện tôi hỏi thằng thằng bạn tôi, nói lockdown rồi không không có đi buôn bán gì được hết trơn, thằng ở nhà. Tôi nói trời đất quỷ thần ơi, nó lockdown thì nó chặn ở ngoài thị trấn, ở ngoài thị xã chứ nó lockdown đâu trong trong xứ mình mày. Nó không, lệnh của nó lockdown là đi đi đâu nó cũng bắt hết trơn. Nó mày khùng quá sao mày không lấy cái vỏ lãi mày chạy chứ xong không, để nó mấy thằng nón cói dép râu nó nhảy xuống sông nó chặn vỏ lãi mà nó có chặn được đâu. Trời ơi, quê của tôi luôn là mấy chục ngàn cây số đường sông. Chiều dài sông cộng lại là mấy chục ngàn cây số. Đường nào mà tụi mày lockdown. Nhưng mà dân Nam Kỳ nó đã gọi là bị Bắc Kỳ quá, nó bị Bắc Kỳ cai trị, riết họ mất hết cái phản xạ tự do của họ trong đầu. Họ không hiểu rằng, ủa mày chặn trên bờ tao đi chứ sao mà làm được con cặc như tao. Mày ngon mày xuống đây nè. Mày không lẽ nó xuống. Nó xuống nó muốn cặc canh chỉ làm được cái gì. Dân Nam Kỳ mất hết cái phản xạ tự do của ông bà tổ tiên mình luôn. Chị thấy không, xin lỗi là tôi phải nói, gọi là tôi tức quá tôi phải nói những cái câu mà nó không được hay ho đó, nhưng mà phải nói như vậy để cho dân Nam Kỳ hiểu chúng ta bị Bắc Kỳ quá một cách quá đáng.
Sở Bắc Kỳ, nhưng mà sở gì vậy? Cái lệnh quần què gì của mày ở ngoài Bắc Kỳ không có giá trị trên đất Nam Kỳ. Chừng nào các anh chị nhận thức cái hiểu được cái đó thì các anh chị mới có tự do. Mày đem về xứ Bắc Kỳ mày áp dụng. Giống như mấy cái đê chống lũ cái quần què này mày đem về Bắc Kỳ mày xây. Ở trong miền Tây không cần đê chống lũ. Miền Tây không có lũ. Miền Tây chỉ có mùa nước nổi. Mùa nước nổi là mùa tỷ đô của miền Tây. Việt Nam Cộng Hòa mà có tự do, mùa nước nổi sẽ là mùa thu 1 tỷ, 2 tỷ đô la của miền Tây. Chứ không có phải là mùa mà phải chống lũ. Bất kỳ nó không biết cái quần què gì cái xứ của mình hết. Cái mùa đó là mùa cá, tôm, cái mùa phù sa về nó tươi tốt cho đồng ruộng, không cần xài phân bón của tàu. Chúng ta làm nông nghiệp organic, không phải organic nữa mà là nature, agriculture. Các chị hiểu cái chữ nature, tức là hoàn toàn tự nhiên, natural agriculture. Tức là chúng ta làm nông nghiệp tự nhiên, tức là nó trên cả organic nữa. Organic là còn phải xài phân thuốc mà phân hướng hữu cơ. Còn ông bà mình là làm natural agriculture, tức là nông nghiệp tự nhiên. Nó đã đi trước thế giới luôn. Organic là nó còn gọi là thấp lắm. Em còn xanh và non lắm. Thành ra cái lệnh mà xây đê chống lũ của Bắc Kỳ không có giá trị trên đất Nam Kỳ, trên đất của đồng bằng sông Cửu Long. Chừng nào nhận thức được cái đó chúng ta có tự do. Chị hiểu không? Cái nhà máy Lee and Men của Tàu không được nằm ở trên đất đồng bằng sông Cửu Long. Cái đất này đất trồng lương thực, cái đất đất thủy sản, cái đất mà hàng năm nó kiếm 20-30 tỷ đô cho đồng bằng sông Cửu Long, nó nuôi mười mấy triệu con người mà hết đời này tới đời khác mấy trăm năm như vậy rồi. Cần gì nhà máy giấy ở đây? Nhà máy giấy hãy đem cho Bắc Kỳ, Bắc Kỳ cấp phép đem cho Bắc Kỳ. Anh chị đồng ý không? Đồng ý không? Thành ra tụi Nam Bắc một nhà, nó rất là sợ cái mà hashtag Nam Bắc hai nhà của mình, nó rất là sợ chữ tiếng 17 là chỗ đó. Tôi ngồi tôi suy nghĩ kỹ là các anh chị không có đường khác. Các anh chị đấu tranh cái gì, dân chủ cái gì đi chăng nữa, chỉ cần phục hòa quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của mình trở lại, xây chữ tiếng 17, tất cả các dự án do Bắc Kỳ cấp phép lập hết, ra lệnh cưỡng chế đập hết, mày phải tự tháo dỡ, mày phải tự ngừng hoạt động, tháo dỡ ra khỏi đất tao, còn không là tao cưỡng chế tao đập hết. Nó ăn cứt hết cả đám luôn, tôi nói thiệt anh chị, tôi chấp mày thưa luôn đó, mày thưa bất cứ tòa nào, tại vì Bắc Kỳ cấp phép ra Hà Nội chuyển. Anh chị hiểu vấn đề không? Bắc Kỳ không có quyền trên đất Nam Kỳ. Thành ra mình đấu tranh cho Phật Ma Sa làm cái quần què gì, nó không có được gì cho đất Việt Nam Cộng Hòa hết. Mà cái chết tới nè, thiếu lương thực tới nè, nghèo đói nè, cái chất độc cyanua của nhà máy giấy nó thải ra nè, anh Hậu Nguyễn biết nè, mỗi lần đi ngang thấy nó hôi đình không, mỗi lần đi ngang nó xả ra, anh đi gần cống anh thấy nó còn nó hôi không. Cái chất đó nó độc còn hơn chất độc mà thằng Bắc Kỳ nó hay la la dãy dãy, rồi chất độc màu da cam, chất độc màu da cam nó không có độc bằng cái gì mà bằng cái chất cyanua trong trong công nghệ giấy đó, công nghệ tẩy giấy đó. Nó độc chỉ sao chất phóng xạ mà thôi. Các anh chị nghe kỹ câu tôi nghe, chất cyanua mà nhà máy giấy Lee and Men nó xả xuống sông Hậu, nó hủy diệt đồng bằng sông Cửu Long của mình đó. Nó chỉ độc sao chất phóng xạ mà thôi. Cái nhiễm độc phóng xạ thì các anh chị hiểu nó thế nào rồi, đúng không? Thì nhiễm độc cyanua 10 15 năm sau các anh chị sẽ thấy nó chỉ đứng sau chất độc phóng xạ. Thành ra Bắc Kỳ và Bắc Kinh nó vô cùng thâm độc, chứ nó không phải đơn giản như các anh chị hiểu đâu. Những ngày hôm nay những cái thằng mà nói Nam Bắc một nhà, nó không có hiểu gì về Bắc Kỳ và Bắc Kinh, hoặc chính nó là những thằng vô cùng thâm độc, là những thằng cần phải loại trừ trên con đường đấu tranh này. Dân chủ chống cộng quần què gì kệ tụi mày thâm độc cỡ đó, dân tụi tao không cần. Việt Nam Cộng Hòa không cần những thằng dân chủ với chống cộng thâm độc. Anh chị hiểu không? Đấu tranh chống cộng dân chủ làm gì? Để hủy diệt đồng bằng sông Cửu Long, hủy diệt nguồn nước, hủy diệt lương thực, hủy diệt nguồn lợi thủy hải sản, con cháu giống nòi bị nhiễm cyanua là sẽ bị quái thai, bị dị tật và bị vô sinh, nó bị tuyệt chủng á. Vậy đấu tranh dân chủ chống cộng làm cái quần què gì? Việt Nam Cộng Hòa không cần đấu tranh dân chủ, không cần chống cộng. Việt Nam Cộng Hòa cần phục quốc, cần đuổi giặc ra khỏi vị tuyến 17, ở những cái đầu ngu ngục hoặc là những cái đầu đĩ điếm. Quý vị hãy thức tỉnh đi. Xin lỗi các cô dì chú bác và các bậc trưởng thượng, con giận quá. Giận quá con phải chửi thôi. Hãy
Môn nói dù có già em cũng sẽ đi theo nấu cơm cho anh chị em ăn, có sức diệt chuột đang bắt hai nhà nói mấy anh em thấy ngon không đó là có, bây giờ có chị nuôi rồi đó chị bếp đúng không, chưa chẳng có chị bếp mà mấy anh em mình bắt đầu chỉ cần sau này về bắt đầu đi ra mấy trường bắn học à, rồi thành lập mấy cái lực lượng dân quân này địa phương quân á, bắt đầu đi săn chuột đói bụng kêu muốn nấu cơm cho mình ăn đúng không ok không, like cho môn cái đi mấy anh chị, nhất là mấy anh á vô like, trời ơi chị em năm kỳ mình là vậy đó. Rồi chào bông bí vàng nha, chào anh Võ Thành Chí, góc nhìn giới trẻ có câu hỏi nè, anh Quy cho hỏi lý do gì mà người Nam Kỳ lại thích Nam Bắc mô nhà vậy anh, có phải là do bị người Bắc đồng hóa hay là do họ muốn quay lại thời quốc gia Việt Nam nè, có hai cái vế trong câu hỏi của em nha. Những người Nam Kỳ mà thích Nam Bắc một nhà, một là bị Bắc Kỳ quá, bị đồng quá, hai là họ muốn quay lại quốc gia Việt Nam. Thì cái loại thứ nhất á, là cái loại rác rưởi, cái loại cá dồi hầm đúng không, Nam Kỳ đang bị đồng hóa, đang bị diệt chủng, đang bị tiêu diệt chóc nòi bởi Bắc Kỳ và Bắc Kinh, mà lại muốn Nam Bắc một nhà với cái thằng đồng hóa tiêu diệt giống nòi của mình, thì cái thằng đó là ốc cá dồi hầm chứ không phải là con người, vậy thôi đúng không. Cái loại đó là loại rác rưởi, loại tệ lậu nhất trên đời này, không có gì bằng. Nước nó bị xâm lược mà nó muốn một nhà như vậy, tổ tiên ông bà mình không từng có người nào mà nó gọi là nó thối tha như đó, không có. Bởi vì tôi vô cùng ghét những thằng mà gọi là bưng bô Bắc Kỳ, thằng Nam Kỳ mà bưng bô thì tôi vô cùng ghét, tôi ghét hơn Bắc Kỳ. Tại sao? Tại Bắc Kỳ là họ giặc, họ xâm lược nước mình, các chị ghét cũng bằng thừa. Nhiều khi tôi không thèm ghét, đuổi ra khỏi di tích 17 xong, ghét làm gì, giặc mà ghét cái gì, giặc là đuổi, giặc không phải để ghét, không phải để con mâu, không phải để cự nữ, giặc là để đuổi. Nhưng mà những thằng dân một nước như mình là mấy thằng Nam Kỳ nó bưng bô Bắc Kỳ nè, là tôi ghét vô cùng ghét, tôi nói thiệt cái này ghét, coi là tôi không biết nói cái chữ gì cho nó đúng luôn đó. Nó là ông bà cha mẹ bao nhiêu đời nó ăn cơm trắng cá tư, gọi là nuôi cho nó già lớn trắng da dài tóc, gọi là sức dài dai rộng, xong cái tưởng gì nó đi ăn cứt chứ nó không ăn ăn cơm nữa đúng không. Còn cái loại thứ hai là Nam Kỳ muốn quay trở về với quốc gia Việt Nam á, thì cái loại đó không đến nỗi ngu nhưng mà cũng chưa có thông minh lắm, không đến nỗi tệ lậu nhưng mà cũng không có tốt đẹp gì, xạo 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 là chính thôi. Muốn anh chứng minh không, muốn mình chứng minh những người Nam Kỳ muốn Nam Bắc một nhà bởi vì họ muốn quay lại với quốc gia Việt Nam, họ hô lá cờ này là cờ quốc gia Việt Nam đại diện ba miền Nam Trung Bắc, thành ra thôi đừng kỳ thị Bắc Kỳ, mình quay lại quốc gia Việt Nam để có một cái khối đại đoàn kết dân tộc, có sức mạnh chung, ba la ba la tất cả cái lý luận này anh gặp rồi hồi này, anh gặp đủ hết này. Trời ơi đầu tao có sạn lắc kêu lốp cốp tụi bay ơi muốn anh chứng minh tụi nó chưa được khôn, cũng không đến nỗi ngu, điếm thì có nhưng không có đến ngu, nhưng mà nó chưa khôn, nó chưa đến nỗi gọi là thối tha và đê tiện súc sanh như cái đám mà Nam Kỳ bưng bô Bắc Kỳ, nhưng mà nó cũng không có phải là đàng hoàng tử tế gì đâu, không phải. Anh chị biết tại sao, tại sao những thằng Nam Kỳ mà muốn quay trở lại quốc gia Việt Nam, Nam Bắc một nhà để quay trở lại thời quốc gia Việt Nam là những thằng cũng điếm lắm, điếm lắm, nó chưa đến nỗi súc sanh như mấy thằng mà Bắc Kỳ Đô thôi, nhưng mà nó cũng điếm lắm, nó cũng cũng thối tha lắm chứ không phải đàng hoàng gì đâu. Anh chị biết lý do không, hồi nãy cái gì nhớ câu hỏi này đi, tôi quay trở lại ai trả lời được hồi tôi đọc lên nha. Đô thành Sài Gòn 76, Dụ Ngôn nói một người nhà giàu thiện lành gặp và hỏi Chúa Giêsu làm cách nào để được vào nước trời. Chúa phán, ngươi hãy về bán hết của cải ngươi chia cho người nghèo rồi đi theo ta. Kẻ giàu có buồn rầu. À, câu chuyện này anh có nghe rồi nè. Nhưng mà về không bán. Về không bán. Tại vì tiếc các anh chị, tiếc của. Tiếc của không bán. Công sức mình làm gọi là tích góp bao nhiêu, tự nhiên cái ông Chúa Giêsu ông kêu bán hết cho chia cho người nghèo đi rồi đi theo ta thì sẽ được cấp visa về về nước trời, không làm
Cuối cùng anh chị biết là có vì sao không? Có không? Có các anh chị biết tại sao? Tại sao ông Chúa Giêsu ông chơi cắt cớ và ông đang giàu có, ông kêu bán hết chi cho người nghèo đi thì đi theo ta thì sẽ được về nước trời. Bây giờ cắt cớ tại sao ông phải tự nhiên ông Chúa Giêsu cũng nói vậy? Không phải đâu, nó cái gì nó cũng có lý do hết á. Tại vì Kinh Thánh Cựu Ước trước khi Chúa Giêsu giáng sanh là đã có dạy rằng là đừng có tích cóp của cải trên đất. Tại vì của cải trên đất nó sẽ hư mất. Mà hãy tích cóp cơ nghiệp ở thiên quốc, nơi đó sẽ là vĩnh hằng. Kinh Thánh dạy vậy đó. Tức là con người mình bị ngu lắm các chị, ngu dữ lắm. Khoái là gọi là gom là cái giàu, giàu thì thật ra cũng khoái, mình cũng ngu, tôi cũng ngu mà, tôi cũng khoái giàu lắm. Nhưng mà tôi không có khoái đến nỗi gọi là mụ mị như người ta. Tôi, gọi là có nhiều, gọi là có nhiều cái đề nghị gọi là giàu có rủng mở, mình nghe khoái trong bụng khoái, em ngồi suy nghĩ là thôi hai lúa nghèo nghèo vậy đó, mình nó gọi là ngủ nó ngon cái gì, lâu lâu nó lại nó gọi là nó hăm dọa gượt giết được thì thôi, ẵm vợ con đi chạy thì ngủ cũng không ngon lắm, nhưng mà thôi thì ngủ kiếm được chỗ nào yên bình lên núi ở thì nó cũng ngon vậy đó. Nhưng mà những người mà tích cóp nhà cửa ngủ đâu có ngon, tích cóp tài sản nhiều ngủ đâu có ngon, đặc biệt là phải ăn cướp nè, đi xâm lược người ta mà có nè, phải xách AK vô nhà người ta giết hết nhà người ta lấy nhà, cướp nhà mặt tiền nè, cướp nhà cướp đất nè, mấy bất kỳ đó thì sao mà ngủ ngon. Nó nghe tự nhiên bây giờ nó thấy hai ngón tay giơ lên gì là nó run lên gì. Việt Nam Cộng Hòa trở lại là cái chuyện hồi xưa mà nó xách AK vô nó giết người ta để nó cướp nhà cướp đất ở trong Sài Gòn và những tỉnh miền Nam. Trời ơi, tao nói nó đã lắm các anh chị ơi, đã lắm. Có cô gì chú bác nào cảm thấy đã giống con đã lắm luôn á, tôi nói thiệt á, công lý sẽ được thực thi. Mày chạy đường nào, tụi bay chạy được không? Thành thử ra tích cóp tài sản trên đất nó sẽ hư mất, mà tích cóp theo kiểu mà theo quỷ nữa, theo bọn ác nữa sao có sao có. Mà các anh chị cái tích cóp tài sản mà gọi là ham tiền mà gom cho nhiều, cái này không, tôi nói thiệt bụng nhà, gom cho nhiều á thì thật ra cũng cũng không phải là quá xấu xa, nhưng mà gom mà kiểu bất chấp á, các anh chị suy nghĩ tới hồi mình chết có đem theo được không? Tôi thấy ngay cả người ra hải ngoại này có những người họ gọi là họ bất chấp, họ làm những cái chuyện mà tán tận lương tâm để mà họ tích góp tiền gọi là vài ngàn hay vài chục ngàn, người ta cũng gọi là ăn cướp trên đầu trên cổ người khác, người tị nạn mà nó còn lợi dụng để nó ăn cướp được. Trời ơi, lập quỹ quyên tiền rồi xong quyên tiền chia nhau xong hô cứu người tị nạn, ô sẽ đủ thứ trò hết. Rồi tôi hỏi thiệt với quý vị chết quý vị có đem theo không? Được không? Không đúng không? Không đúng không? Thì mấy anh cộng sản trong nước cũng vậy đó, tụi mày cướp dân cho đã, mày cướp đã, mày chết mày có đem theo được không? Mày người Việt mình á, cả Việt Nam lẫn Việt Bắc có một điểm giống nhau, giống hệt luôn. Dĩ nhiên á, Bắc á, cái điểm này nó nhiều, Nam thì nó ít, nhưng mà có chứ không phải không có không phải là ít lắm đâu mà nhiều lắm. Đó là gì đó? Cái câu mà cũng là gọi là cái truyền thống của Bắc Kỳ, nó tiêm vô cái dân Nam Kỳ học theo đó. Bây giờ cũng nhiễm nhiều lắm, thành ra tôi nói nó giống hệt là vậy đó. Hy sinh đời bố củng cố đời con, tức là thằng bố á, thằng cha thằng tía đi ăn cướp thậm chí có bị xử tử cũng được, khóa cười hay sao vậy, cái tiền ăn cướp đó tao chia cho con tao sống khỏe là được. Cái suy nghĩ của Bắc Kỳ nó vậy á, truyền thống của Bắc Kỳ vậy đó. Nó có thể làm những chuyện tán tận lương tâm, nó có thể bán nước hại dân, nó có thể gọi là làm tay sai cho giặc, nó có thể gọi là dân bản phản trắc phản bội lại ông bà tổ tiên, phản bội lại chính gia đình, nó có thể bán cha bán mẹ, vợ bán chồng, chồng bán vợ, con cái nó cháu con nó bán ông bà, tất cả những chuyện gọi là đê tiện súc sanh nào nó cũng thể làm được, miễn sao nó gom được lợi ích của cải cho cuộc đời của nó. Rồi thậm chí nếu mà cuộc đời nó không giữ được, miễn nó để lại chút gì cho con cháu của nó khoái rồi. Rồi là cái triết lý nhân sanh rất là bịch ngoạn của tụi Bắc Kỳ, nhưng mà Nam Kỳ bây giờ lại giống nhiều lắm, giống hệt, nó giống hệt luôn. Trong khi á, gọi là cái làm mọi chuyện đê tiện với bất chấp đó để mà gom của cải nó chết đâu đem theo được, rồi để lại cho con cháu hưởng được không? Có hai cái mà tôi tin chắc các anh chị luôn, con cháu hưởng không được, hưởng không được.
tiền của mà để lại cho con cháu theo cái kiểu mà làm bất chấp, làm theo kiểu súc sanh mọi rợ đó đó, là càng bị hai cái quy luật này con cháu không hưởng được. Thứ nhất đó là ông trời không có cho con cháu của quý vị hưởng, đó là thiên đạo, đó là thiên luật. Làm gì có chuyện ăn cướp và giết người ta, cướp nhà cướp cửa xong con cháu mày rửng mỡ, không có chuyện gì xảy ra. Ô, làm gì có chuyện đó. Làm gì cũng anh chị nhìn nó coi, bây giờ mấy thằng quan chức cộng sản gọng á, con cái của tụi nó có đứa nào ra hồn ra vía không, hỏi thiệt á. Vậy chỉ cho tôi cái thằng cái con nào mà gọi là hậu vệ của mấy thằng quan chức cộng sản gọng thì càng càng gọng nó càng cướp nhiều. Có đứa nào đàng hoàng tử tế không? Giống như bây giờ đảng trưởng của Cộng sản Việt Nam là Trọng Lú nè, chỉ cho tôi con của Trọng Lú bây giờ đang làm cái gì, thành tựu nó là gì, nó để lại cái gì cho cuộc đời này, nó làm được cái gì cho cuộc đời này, nó giúp ích được cái gì cho những người xung quanh, chỉ cho tôi coi. Nó chích bao nhiêu mũi vaccine? Hỏi thêm câu đó luôn đi cho nó chắc. Con cộng sản lụi hết, lụi đều ren, ba mũi bốn mũi, thậm chí nó giành nhau cái lúc mà vaccine Mỹ, trời ơi cái đám Bắc Kỳ đi giành tôi khoái quá các anh chị ơi. Thì ai nói tôi ác tôi chịu, tôi nên thinh. Bà xã tôi nói phải cảnh báo cho người dân, cảnh báo cho người dân để không thôi người dân đi chích cái này. Bà xã tôi biết cái vụ đó là trò trò điểu của tụi nó từ lâu. Tôi nói đừng có cảnh báo sớm. Để cho mấy thằng bưng bô, mấy các anh chị biết không, cái con người nó phân ra hai loại rất là rõ ràng. Cái loại mà bưng bô, cái loại nô lệ từ trong gen đó, là nó nghe vaccine Mỹ rồi phải mày đi nó chích liền, tại vì cái loại đó cho dù cảm giác nó cùng Mỹ là nó ngon phải không, nhưng phải nó đang thờ Mỹ, cái loại đó nô lệ cấp cao, nó thờ Mỹ mà cho nó chích đi. Đứa nào cũng bốn năm mũi, có đứa sáu bảy mũi, con cháu cộng sản còn gì nữa. Mũi thứ nhất cơ thể mình có thể chống lại thải ra, mũi thứ hai cơ thể mình rất là mệt mỏi, rất là khổ sở để chống lại thải ra. Mấy người mà phải gọi là tập luyện thường xuyên, đổ mồ hôi nhiều rồi tiếp xúc đất đai cát đồ, tiếp xúc môi trường đồ nhiều thì mũi thứ hai mới mới thải ra được, mà cũng phải cỡ 6 tháng, dưới 6 tháng thải không nổi rồi, cơ thể mình nó phải mệt dữ lắm. Mũi thứ ba là bắt đầu phải dài năm, mà cũng phải gọi là với cường độ như tôi vừa nói, mà phải biết cách nữa kìa, mới thải hết độc, chứ còn không là chắc cỡ chừng 15-20 năm sau cũng không thải hết lượng độc trong mũi thứ ba. Mũi thứ ba và bắt đầu từ mũi thứ tư sẽ sinh ra ung thư, không ung thư cái này ung thư thứ kia, tại vì nó chất độc nhiều quá, cơ thể nó phải gom lại một chỗ nó để, mà thường nó để trong phổi, là hầu hết những người nào mà chích từ mũi thứ tư trở đi là vấn đề bị phổi á, vậy đó, khó thở nè, tại vì mấy cái mô phổi nó bị chất độc nó gom vô nó để trong đó, đó vậy đó. Rồi tim, vấn đề về tim mạch máu à. Rồi từ mũi thứ tư thứ năm trở đi là bắt đầu tới mạch máu não rồi á, là nhồi máu cơ tim, tại vì khối lúc đó là huyết khối nó bự lắm này, rất là. Thì có phải là con cháu cộng sản nó chích đều á, chân từ mũi thứ bốn thứ năm trở lên không? Nhiều thôi thấy tích góp tài sản để làm gì, để làm cái gì chưa kể nha, từ mũi thứ bốn thứ năm trở đi gần như rất rất khó, tôi nói tôi không phải nói 100%, nhưng rất rất khó có con, thực tế là như vậy luôn á, rất khó con. Các anh chị ngồi các anh chị nghiệm đi, và chị coi thực tế là chị coi là tôi nói đúng hay sai. Tại vì một trong cái tác dụng của tụi nó là làm giảm cái số lượng tinh trùng của đàn ông và làm giảm chất lượng trứng của đàn bà, tác dụng của tụi nó đó, nó muốn giảm dân số trên toàn cầu mà, đâu có cách nào hay nhất bằng cách là đây đại dịch rồi đây là thuốc thuốc ngừa, thế là nó giảm dân số toàn cầu thôi. Rồi hầu hết những con cái của mà mấy thằng quan chức gặp cộng sản là những thằng mà gom của cải để tích cóp ở trên đời này á, chẳng hạn như Đinh La Thăng đã bị ở tù rồi nè, hy sinh đời bố củng cố đời con, cũng bất kỳ gặp nữa đó. Con của Đinh La Thăng có lần tôi kể là anh chị còn nhớ không, Jesse Care nặng luôn, nặng luôn, tức là bị mụ miệng luôn, không còn bình thường nữa. Rồi có một đứa con gái là bị tâm thần nặng luôn, tâm thần đến độ vậy nè, nhà nó phải xích bằng cọng dây xích mà
xích chó kẹt xe, chứ xích thường là nó bứt đứt luôn, bứt đứt luôn, tại nó còn trẻ, nó cũng khoảng mới bây giờ thì chắc cũng khoảng 20 ngoài, lúc mười mấy tuổi là nó bứt đứt cọng xích để nó trèo rào nó trốn ra ngoài đường. Sau vài lần nó bứt đứt xích trốn ngoài đường về nhà thì nó có bầu, mà người ta nói rằng nó đã có bầu nhiều lần như vậy rồi, má nó bắt phá, cứ có bầu bắt phá rồi xong xích nó lại, xong nó ra nó có bầu bắt phá, cứ nó xích lại xong ra nó có bầu bắt phá, cứ gì hoài, là trước khi Đinh La Thăng bị bắt luôn nha. Và cuối cùng bây giờ Đinh La Thăng ở tù đó. Tích cóp tài sản cho nhiều vô, ăn cướp cho nhiều vô, một đứa thì nghiện ma túy, một đứa thì bị khùng đến độ mà gọi là đi có bầu có chữ quan, mà má nó không biết có ai là phá luôn, mà anh chị biết phá kiểu đó là mất hết phước đức trong gia đình rồi, còn gì, còn gì nữa, tại vì đó là một mầm sống, là một con người, cho dù nó có bị điên, cho dù có ai đó hiếp dâm nó đi chăng nữa, nó đó là mầm sống, nó là cháu con của mình mà, ruột thịt của mình mà. Mất hết, cuối cùng ổng bị tù luôn đó, ở tù tới giờ đó. À, đó là một trong những gọi là rất rất ít mà các anh chị có thể thấy mà dễ dàng để tôi chứng minh cho anh chị thấy đó. Còn rất là nhiều các anh chị ngồi tính ra đi, con của mình quan chức cộng sản, giống như bây giờ có con của một quan chức cộng sản đang chui bên Mỹ, con Phúc á, Phúc Niễn á, thằng gì đó quên tên cha nó rồi, ai có được cái bằng lái xe nó đưa lên đợt đó tôi thấy chửi thôi là chửi, chửi quần què gì, nó trốn như chuột á hồi xưa ba nó trốn trong bưng như chuột, bây giờ nó qua Mỹ nó cũng trốn như chuột, dám ra đường, tao là con của cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đây, dám nó nói không, mày dám không, giờ dám mày dám ra đường mày cầm cái cờ đỏ, cái cờ mà ba mày làm chủ tịch nước á, mày ra đường mày cầm mày cắm lên xe mày mày đi vòng vòng nước Mỹ không, mày dám không, chơi xứ Mỹ với xứ tôi cắm cờ vàng trên xe chạy đều, hấn đeo cờ vàng trên ngực đi hoài, đi chơi đi mon đi khắp nơi đều đều chơi. Anh chị thấy nhục không, sống mà sống hèn, sống nhục vậy luôn đó, mà cho dù nó có thành công gì nữa nữa cũng không dám ho, có tôi nói thiếu thiếu dụ như có, nhưng mà tôi tin là tụi nó không có, tại vì biết sao, công tử bột cung phụng từ nhỏ, sống mà gọi là phóng trên máu người dân, thì ra hải ngoại đi chăng nữa thì tại vì tiền ba nó cướp còn nhiều thì xài hết rồi thôi, chứ cuộc đời nó thì đời đời con nó là coi như hết rồi, chấm dứt không còn gì nữa rồi. Những cái giá trị cốt lõi truyền thống văn hóa rồi chữ nghĩa rồi những cái mà tinh anh của ông bà tổ tiên rồi, nó đâu được thừa hưởng gì, cái gì con có mấy hạng cướp đâu thừa hưởng gì, giờ giỏi lắm đi qua bên kia trở thành dân Mỹ gốc Mít dân Mỹ gốc Mít, đẻ đứa cháu không biết nói tiếng Việt, cầu hết tiệt nọc chấm hết, của cải tích góp trên đời này sẽ hư mất, kinh thánh nói mà đã nói như kinh, kinh nói chỗ nào sai, nói như kinh mà nhưng hãy tích góp cơ nghiệp ở trên thiên quốc, nơi đó mới là đời đời, tài sản trên thiên quốc mới là đời đời. Thành ra tôi nói anh chị là mình phải có một cái dấu visa để nhập vào thiên quốc, phải chuẩn bị tài sản ở trên thiên quốc. Tài sản trên thiên quốc thật ra chúng ta không có đem cái gì theo được đâu, tài sản trên thiên quốc là ông thượng đế ông cho sẵn, nói một cách dễ hiểu là vậy. Các anh chị thích cái gì, muốn cái gì mà phải muốn trong chánh niệm, chứ không phải muốn trong tà niệm nha, thích cái gì muốn cái gì phải đúng thiên đạo đúng thiên luật, ở trên đó có hết, muốn cái gì trên đó có hết, nhưng mà phải trong chánh niệm. Em muốn giết thằng đó để cướp nhà nó, không có cửa lên đó đâu, có visa của em đã bị từ chối, xuống đây là xuống dưới này không có đâu nha. Rồi, tiếp theo, tiếp theo. Theo anh chị ơi. À, gì đây?
Cái gì vậy mà có ông trùm chửi nhà Nguyễn hoàng đế Gia Long, nhắc tới ông Ba Lê nữa hay gì? Nhớ nãy tôi có một câu hỏi dành cho các anh chị nha. U nó chạy quá trời chạy. À, anh Quy Nguyễn nói hả? Nghe ông giáo sư Phương gọi thằng Gia Long mà thấy buồn quá. Giáo sư kiểu gì? Không hay. Tôi nghe mấy bạn trẻ nói là có nhiều người bắt đầu nhìn ra cái bộ mặt con giáo sư này rồi. Việt Nam Cộng Hòa giáo sư này á, chứ đâu phải Việt Nam Cộng Sản Bắc Nam Tư, mà Việt Nam Cộng Hòa mà thù ghét quốc gia Việt Nam, thù ghét người đã tạo đặt nền tảng cho quốc gia Việt Nam, tức là thù ghét Việt Nam Cộng Hòa, đúng không? Các anh chị phủ nhận tính chánh danh của nhà Nguyễn, phủ nhận cao tổ Gia Long Nguyễn Ánh, phủ nhận quốc gia Việt Nam, tức là phủ nhận Việt Nam Cộng Hòa đó. Thành ra tôi nói với các anh chị đừng có kêu tôi đi phân biệt Bắc Kỳ, tôi không có rảnh, tôi không có rảnh phân biệt Bắc Kỳ, mà tôi chỉ phân biệt người Việt Nam Cộng Hòa hoặc không vậy đó. Còn đã là người Việt Nam Cộng Hòa, tôi không có quan tâm họ gốc Bắc hay gốc Nam, tôi không quan tâm họ gốc dân tộc nào, sắc tộc nào, xin lỗi, phát sắc tộc nào, tôi không quan tâm họ theo tôn giáo nào. Đã là người Việt Nam Cộng Hòa thì phải hiểu nguyên tắc là Việt Nam Cộng Hòa đứng chân trên quốc gia Việt Nam, kế thừa liên tục quốc gia Việt Nam, quốc gia Việt Nam kế thừa liên tục nhà Nguyễn Đàn Trong Nam Kỳ. Thành ra nền tảng của Việt Nam Cộng Hòa chính là Đàn Trong Nam Kỳ nhà Nguyễn, mà dân Việt Nam Cộng Hòa. Ủa, ông giáo sư Phương này qua gọi là đu càng liếm đít tụi tụi Phú Lăng Sa là bởi vì ổng là dân Việt Nam Cộng Hòa, chứ nếu ổng là dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa cục cứt ổng còn không được đi, sao được đi? Có mắc gì dân dân Bắc Kỳ xâm lược Nam Kỳ mà dân Bắc Kỳ phải đi tị nạn? Mà tôi gọi là mấy cái tổ chức mà cứu người tị nạn, tôi hỏi đâu trả lời được. Ủa sao quý vị cứu dân Bắc Kỳ đi tị nạn là sao đâu trả lời được? Nhiều người nói ủa mày mày tức cái không cứu mày đi tức, giờ tao qua tới Canada tao hỏi tiếp nè, tại vì tao đâu hồi đó mày nói tao tức tao trả lời không được, không lẽ tao nói không thì mày cũng đấu tin, bây giờ tao qua Canada rồi tao tức cục cức á. Dân Bắc Kỳ đi tị nạn bởi cái gì? Đi xâm lược người ta đi tị nạn, mấy thằng Nga bây giờ đi qua đi tị nạn chắc vui, chắc vui rồi. Mấy thằng Bắc Kỳ vô liêm sỉ, nó nói thiệt các anh chị là vô liêm sỉ, không có một chút liêm sỉ mà nó là vô lại luôn á, do mấy vô liêm sỉ. Xâm lược người ta phải ở đó hưởng cái thành quả xâm lược của mày chứ, sao mày đi tị nạn là sao? Hiểu không? Thì ông giáo sư Phương này cũng như vậy đó. Nếu ông không phải là dân Việt Nam Cộng Hòa, tức là ông dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì ông đu càng liếm đít trong Việt Nam Cộng Hòa làm gì? Ông lên tàu há mồm mà ông vào Việt Nam Cộng Hòa của tôi làm chi? Ăn bám, dông ăn, dông bản, lòi vô ơn, vô lại, cái gì nữa? Đúng không? Mà đã là dân Việt Nam Cộng Hòa mà thù ghét nhà Nguyễn Nam Kỳ Đàn Trong, tức là dân phản quốc, dân phản quốc chứ gì nữa. Còn không, bố mày không phải là dân Việt Nam Cộng Hòa, bố mày chỉ đu càng liếm đít Việt Nam Cộng Hòa thôi, rồi bố mày á, là lợi dụng Việt Nam Cộng Hòa để mà chạy qua đu càng liếm đít Phú Lăng Sa, thì đó là bản chất của Bắc Kỳ, bản chất bần tiện đê tiện của Bắc Kỳ. Người Việt chánh tông là dân Bắc Kỳ ha. Nè, Quy Nguyễn trả lời Quy Nguyễn nè. Gia Long là người bán nước nhưng có công với miền Nam thì người dân sau này có quyền phê phán. À, bậy. Rất bậy. Tôi hỏi bạn một câu nè. Ông vua Gia Long hay là thằng Gia Long? Ông hoàng đế Gia Long hay thằng Gia Long? Trừ mấy thằng cộng sản bạn không có được quyền gọi Gia Long một cách trọng trọng, mà cái văn hóa của Bắc Kỳ rất là mất dạy. Cái văn hóa Bắc Kỳ với dân Nam Kỳ tụi tôi nó khác nhau ở chỗ như này. Tụi tôi cho dù có ghét cỡ nào đi chăng ghét, nhưng mà người đó là nguyên thủ quốc gia đàng hoàng tử tế, không không phải là xâm lược nha, thì tụi tôi vẫn kêu là ông, trừ khi giặc xâm lược tụi tôi không kêu ông. Anh chị hiểu vấn đề không?
ông Bảy Đặng, ông Bi Đân, chứ đâu các anh chị kêu mà, gọi là kêu Biden, Trump, Diệm, Thiệu, kêu kiểu đó là kêu mất dạy, kêu kiểu mất dạy. Vậy khi thằng Hồ Chí Minh, tại vì nó thằng Tàu xâm lược, không cần phải phải lịch sự với nó, chứ ông bà mình dạy con rất là đàng hoàng. Còn dân Bắc Kiệm đó, bạn đâu có quyền kêu Gia Long, bạn không có quyền đó. Thậm chí dân Bắc Kỳ của bạn phải cảm ơn vì có hoàng đế Gia Long trên đời này. Tại vì nếu không á, là bạn đã trở thành một phần của phía Bắc của Tàu. Không phải, từ cái sai lầm lớn nhất mà ông Cao Tổ Gia Long có chính là cứu dân Bắc Kỳ. Mạc nè, Trịnh nè, rồi Lê nè, rồi còn thêm Bầu nè, rồi thêm Thanh nè, nguyên một nhóm nè, rồi thêm Quang Trung, Nguyễn Huệ là Hầu Thơm á, là nó xà quần banh cái vùng đất đó trơn nè. Khi ông Cao Tổ Gia Long á, ổng dẹp hết tất cả những cái tập đoàn đó, ổng thống nhất đất nước, cái chữ thống nhất đất nước nó mới đúng đó. Xong á, ổng thống nhất xong á, đúng ra ổng phải cắt lại cái phần mà Lý Thầy, tụi bay ngoài tự xử đi, tụi bay không liên quan gì tới tao, phải ông làm vậy là đại phước trong dân mình rồi. Ổng không làm vậy, ổng cứu, ổng tái thiết, xong ổng giúp cho Bắc Kỳ, ổng chở gạo, chở lúa, ổng nuôi Bắc Kỳ hết chiều này tới chiều khác. Sau tới chiều con ổng Minh Mệnh, vua Minh Mệnh cũng tiếp tục cứu, vua Thiệu Trị cũng tiếp tục chở lúa gạo cho ăn, tới vua Tử Đức cũng tiếp tục cho ăn. Tới cái thành phố Hà Nội mà bây giờ dân Bắc Kỳ gọi là Hà Nội đó, cũng do nhà Nguyễn người ta đặt cho. Hà Nội do ai đặt? Làm gì có cái thành Hà Nội nào cho đến khi nhà Nguyễn xuất hiện. Đúng không? Không có cái hiệp ước của nhà Nguyễn thì tụi Thanh nó nuốt Bắc Kỳ từ lâu rồi, nuốt từ lâu rồi. Đó là cái điểm thứ nhất nha. Các bạn Bắc Kỳ rất là dông ân khi mà chửi nhà Nguyễn hoặc là thù ghét Cao Tổ Gia Long của nhà Nguyễn. Cái điểm thứ hai, ông vua Gia Long ông bán nước, ông bán nước hồi nào, ông bán nước nào, ông bán cái gì, ông bán cho ai? Các bạn Bắc Kỳ, các bạn Bắc Kỳ cứ lải nhải à, vua Gia Long bán nước, vua Gia Long cộng rắn cắn gà nhà. Các bạn cứ tưởng người dân miền Nam tụi tôi giống như dân Bắc Kỳ các bạn á, cái gen bán nước và cộng rắn cắn gà nhà là gen Bắc Kỳ, không phải là gen Nam Kỳ. Nam Kỳ không có gen. Các bạn đeo mắt kiến đen nhìn ai cũng đen, các bạn gọi là mặt mày dính cứt, cái đêm cứt nó chay chét cho người khác để người ta nghĩ rằng mình không dính cứt, không vẫn dính. Nếu người ta không dính từ khi bạn bạn đi chay cho đến lúc bạn chay, người ta đâu có dính. Ông như ông như ông hoàng đế Gia Long, ông bán nước hồi nào, ông bán cho ai, ông bán cái gì? Giờ Bắc Kỳ trả lời còn không có thì Bắc Kỳ xảo lỡ. Còn các bạn có quyền phê phán, ok các bạn cứ phê phán đi, cái gì sai phê phán là giống tôi đó. Ông Gia Long có một sai lầm rất nghiêm trọng, đó là cứu dân Bắc Kỳ các bạn đó. Tôi vừa phê phán đó, có ai dám phê phán giống tôi nói thiệt với các anh chị luôn, tại tôi nói đúng tôi cũng sợ. Ổng mà bây giờ ổng nghe được, ổng nói ờ thằng này nó nói đúng nè. Thằng này đúng, chẩm sai rồi. Hồi đó phải chi chẩm đừng có cứu tụi nó, bây giờ nó cứu tụi nó còn quay lại nó chửi mình nữa chứ. Còn phải để cho nó nói tiếng Tàu chết mẹ nó luôn cho rồi. Rồi. Bạn cũng phải trả lời câu hỏi của tôi nha, chứ bạn hỏi tôi hoài mà tôi hỏi lại bạn không trả lời là tôi tiễn bạn à. Chứ là xúc phạm Cao Tổ Gia Long, xúc phạm nhà Nguyễn, chính là xúc phạm Việt Nam Cộng Hòa. Bạn đã vi phạm nguyên tắc thứ nhất rồi đó, nghe người Việt chánh tông. Vậy nếu tôi khởi nghĩa chống cộng, các bạn có ủng hộ tôi lật đổ không? Câu hỏi của người Việt chánh tông đó, tôi trả lời bạn nè, không có các bạn vậy, tôi trả lời nè, tôi trả lời nè. Bạn muốn khởi nghĩa chống cộng, lật đổ cộng sản, về Bắc Kỳ mà khởi nghĩa, về ngoại mà nào? Có hai lý do. Lý do thứ nhất, cái bộ máy đầu não của cộng sản nằm ở Bắc Kỳ của bạn, nằm ở Ba Đình. Đừng có vô Nam Kỳ xạo xạo, xúi dân Nam Kỳ chống cộng, xúi dân Nam Kỳ đó kia tranh nhân chủ. Bạn chỉ xúi dân Nam Kỳ vô tù đang ăn lập quỹ quyên tiền chia nhân mà xài thôi. Dân Nam Kỳ không có chống cộng và đấu tranh nhân chủ cho Bắc Kỳ. Bạn phải ghi nhỏ nhớ cái câu này nha.
nó ai rảnh mà chích chẳng câu này lại, gọi là nốt lại á: dân Nam Kỳ không có rảnh đi đấu tranh dân chủ hay chống cộng cho Bắc Kỳ. Mở ngoặc ra quy đẹp trai hay lúa miền Tây, đóng ngoặc lại, để yên như cho tôi. Tại vì á, nó ghét tôi thôi, còn nó không ghét các anh chị. Muốn gì đi về Hà Nội, đừng có xạo xạo đi vô mà đất miền Nam hô đấu tranh dân chủ với chống cộng. Đất miền Nam Việt Nam Cộng Hòa không có nhu cầu đấu tranh dân chủ, không có nhu cầu chống cộng. Dân Việt Nam Cộng Hòa, đất Việt Nam Cộng Hòa có nhu cầu phục quốc, đuổi giặc ra khỏi vị trí 17. Câu này hồi nãy tôi nói rồi, đúng không? Bạn hiểu không? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, khi bạn ra ngoài, bạn tổ chức phong trào lật đổ cộng sản mà nước Việt Nam Cộng Hòa tụi tôi đã trở lại rồi, đã phục quốc rồi, vị trí 17 đã có rồi, tụi tôi chắc chắn sẽ ủng hộ các bạn. Nhớ rõ nha. Việt Nam Cộng Hòa trở lại, vĩ tuyến 17 xây bức tường, các bạn ngoài kia lật đổ cộng sản, tụi tôi chắc chắn sẽ ủng hộ các bạn. Nếu ở đây các anh chị không ủng hộ, tôi sẽ ủng hộ. Tôi ủng hộ các bạn. Tôi sẽ làm chương trình liên tục để tôi truyền hình cho các bạn, cổ võ cho các bạn. Nhớ kỹ nha. Nói lại nè, nước Việt Nam Cộng Hòa của tụi tôi phục quốc trở lại, vĩ tuyến 17 đã có bức tường, các bạn ngoài kia lật đổ cộng sản, tụi tôi chắc chắn ủng hộ các bạn. Còn không là không. Ngược lại là không. Tôi không phản đối Nam Bắc hai nhà. Ý định của tôi chỉ lật đổ thôi, Nam Bắc hai nhà thì tùy. Thì thật ra thưa bạn người Việt chánh tông là bạn phản đối cũng đâu có được. Bạn đâu có, bạn không đủ sức để phản đối Nam Bắc hai nhà, mà phản đối cũng không được. Tôi nói với các anh chị để ý, từ từ tất cả cái đám đấu tranh dân chủ chống cộng mà ngu ngốc nó cũng phải thức tỉnh, nó ghét tôi cỡ nào nó cũng phải quay lại. Tôi nói rồi, tôi đưa đầu ra cho chúng ghét để cho người ta thức tỉnh, để không có bị thuốc độc của Bắc Kỳ và Bắc Kinh nó tiêm vào đầu người ta nữa, để người ta quay trở lại, thì lúc đó cơ hội cho Việt Nam Cộng Hòa với dân của mình mới còn, còn không là chết hết ra cho các anh chị. Phải có đứa đưa đầu ra, lúc nào vậy đánh trận phải có đứa đưa đầu ra, hy sinh là cho những người sau nó hưởng. Thì trên mặt trận truyền thông tôi đưa đầu ra cho chúng chửi chúng ghét thôi, chứ biết sao bây giờ, không ai làm thì tôi làm. Thành ra thưa các bạn Bắc Kỳ, các bạn làm sao mà cản được, làm sao các bạn cản được Nam Bắc hai nhà, làm sao các bạn có sức cản. Thành ra đừng có nói tôi không phản đối, các bạn không có sức, các bạn muốn cũng không có sức để cản, các bạn phải nói cho đàng hoàng, đừng xạo lờ. Thứ hai, ý định của các bạn chỉ lật đổ thôi, thì nãy tôi nói rồi đó, về Bắc lật đổ, về Bắc lật đổ ngoài lật đổ cộng sản ở ngoài Ba Đình đó, chứ không phải lật đổ cộng sản ở trong Sài Gòn. Nhớ nha, đấu tranh dân chủ ở ngoài Ba Đình, không có đấu tranh dân chủ ở trong Sài Gòn. Sài Gòn và Nam Kỳ không cần đấu tranh dân chủ, không cần lật đổ cộng sản, chỉ cần phục quốc Việt Nam Cộng Hòa, đuổi Bắc Kỳ ra khỏi vĩ tuyến 17, vậy là được. Dân Nam Kỳ tự biết phải làm gì sau đó, dư sức biết mà dân Bắc Kỳ còn không làm được nữa, không có biết cách để làm nữa, các anh chị hiểu không? Thành ra không có thể nói chuyện là tôi không phản đối hay là thùy tì, mà không có nằm ở trong cái sự quyết định của các bạn. Nhì. Vậy nếu chúng ta lấy được vị trí 17, bạn có thừa thắng xông lên cắm lá cờ vàng ta Hà Nội không? No. Không. Sai lầm lớn nhất của Cao Tổ, Gia Long, Hoàng đế là đã giúp giải phóng Bắc Kỳ. Tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó. Đó là ý kiến cá nhân của tôi. Còn sau này tôi không biết. Tôi không biết. Nhưng tôi là không. No. Tôi mà là cố vấn của Tổng thống đề tăng Cộng Hòa hay cố vấn của Quốc hội đề tăng Cộng Hòa là không có chuyện đem lá cờ vàng đó Bắc Kỳ, không bao giờ. Cái thứ này là cái thứ Bắc Kỳ nó ghét nhất trên đời, mà cái lại là cái điều thiêng liêng nhất của dân Nam Kỳ. Tại sao tôi lại đem cái điều thiêng liêng nhất của tôi mà đem ra để thành cái thứ mà ghét nhất của các bạn? Tôi đâu có ngu, tôi không có ngu như vậy. Mấy bạn cũng không có quyền đụng vô cái lá cờ này ha, các bạn không có quyền. Cờ Việt Nam Cộng Hòa các bạn không có quyền đụng vô, các bạn không có liên quan tới cờ Việt Nam Cộng Hòa. Bất kỳ đừng có dính vô cờ vàng của tôi,
Tôi nói thiệt á, chẳng qua là đám Nam Kỳ chống cộng với dân chủ nó ngu quá, thành ra các bạn Bắc Kỳ á, cứ gọi là tối ngày đu càng với liếm đít Việt Nam Cộng Hòa, đu càng liếm đít cờ vàng, lợi dụng cờ vàng để trục lợi 48, 49 năm qua. Chứ đối với tôi, thằng Hai Lúa Nam Kỳ đặc ri này, tôi hiểu rõ Bắc Kỳ của các bạn vô cùng. Bắc Kỳ các bạn không bao giờ tôn trọng lá cờ này, tránh ra càng xa càng tốt. Làm gì có chuyện tôi đem lá cờ này ra cấm ở Hà Nội. Sẵn tôi nói luôn, gần đây có những cái đám mày gọi là Nam Bắc một nhà mà nó khéo lắm, là phô quạt Việt Nam Cộng Hòa ủng hộ, tuyên ngôn hòa bình cũng ủng hộ, lập lại gì tiếng cũng ủng hộ, nhưng mà nó lại ủng hộ cái bản đồ, nguyên cái bản đồ này Hà Nội nó sửa lại thành phố Ngô Đình Diệm, các chị thấy không, thấy không, cờ vàng tung bay ở thành phố Ngô Đình Diệm rồi Huế rồi Sài Gòn trả lại như cũ, cờ vàng tung bay, nhưng mà cái cờ vàng và thành phố Ngô Đình Diệm tung bay Hà Nội, các chị thấy bản đồ đó không, các chị có thấy không? Tôi thấy tôi cười rồi. Khinh bỉ vô mặt tôi bay. Khinh bỉ vô mặt tôi bay luôn á. Tại sao tôi khinh bỉ tôi bay tôi mới biết không? Một là vô cùng ngu, hai là vô cùng đỉ điếm. Chỉ có hai loại đó thôi, chứ không có loại thứ ba nào trương lá cờ. Thành phố Ngô Đình Diệm. Diệm. Nếu Bắc Kỳ thích Ngô Đình Diệm, Bắc Kỳ sẽ tự đặt tên Ngô Đình Diệm cho Hà Nội. Dân Nam Kỳ, dân Việt Nam Cộng Hòa không có rảnh làm chuyện đó. Hồi xưa, nhà Nguyễn đã gọi là quá tốt với Bắc Kỳ, đã đặt tên Hà Nội cho tụi bay rồi. Thành ra tụi bay ghét nhà Nguyễn, ghét quốc gia Việt Nam, ghét Việt Nam Cộng Hòa mãi cho tới tận bây giờ, cả trăm năm, hơn 100 năm nay. Trăm mấy, 200 năm rồi. Bây giờ không có ban ơn nữa, không giúp nữa, không tốt bụng nữa. Tụi bay thích Ngô Đình Diệm tự đặt tên Hà Nội, tụi tao không có rảnh. Tụi bay thích cờ vàng, tụi bay tự treo, tụi tao khinh bỉ mặt tụi bay. Cờ này của Việt Nam Cộng Hòa không phải của Bắc Kỳ. Cá nhân tôi nghĩ vậy đó. Ý kiến cá nhân của tôi, tự do tư tưởng. Tôi thấy Bắc Kỳ treo cờ vàng tôi khinh bỉ, cờ của Việt Nam Cộng Hòa của Nam Kỳ Bắc Kỳ treo tôi khinh bỉ, tôi nói đu càng liếm đít Việt Nam Cộng Hòa. Mỗi lần tôi thấy thằng Bắc Kỳ nào mà qua cờ vàng tôi nghĩ bộ đu càng liếm đít Việt Nam Cộng Hòa. Đơn giản vậy đó. Không bao giờ thay đổi được suy nghĩ đó của tôi. Bắc Kỳ nên chọn lá cờ khác của mình, đừng có dính vô cờ Việt Nam Cộng Hòa. Bắc Kỳ nên chọn cái nước gì đó của mình, đừng có dính vô Việt Nam Cộng Hòa, tại vì Bắc Kỳ không bao giờ là Việt Nam Cộng Hòa, Bắc Kỳ không bao giờ là cờ vàng. Các bạn hiểu nguyên tắc không? Không bao giờ, không thể nào. Thành ra đem tên Ngô Đình Diệm đặt tên Hà Nội quá ngu hoặc là quá điếm. Ai muốn biết tại sao quá ngu mà quá điếm nữa không? Hồi tôi giải thích, hồi tôi cắt nghĩa. Đố các anh chị đó, tại sao tự nhiên môn giác cái tên Ngô Đình Diệm đặt cho Hà Nội là vừa ngu mà vừa điếm? Đố các anh chị đó. Hai câu hỏi rồi nha. Hồi tôi cắt nghĩa. Tôi không có phản đối bạn tin Vua Gia Long có công với Nam Kỳ. Tôi không có cho rằng Vua Gia Long, nhưng tôi chỉ hiểu được giáo sư Hoàng Đức Phương không ưa Vua Gia Long. Bạn vô trong kênh Nỗi Niềm Quê Hương của chị Kiều Anh, bạn hiểu Vua Gia Long cổng Pháp cho Việt Nam. Tôi không có phê phán, tôi giải thích cho bạn biết tại sao giáo sư Phương gọi Vua Gia Long là thằng. Nói chung là các bạn gọi là dẫn dẫn binh lẫn nhau, thì các bạn vì người Việt chánh tông các bạn dẫn binh lẫn nhau, cái gọi là cái suy nghĩ của người Bắc Kỳ các bạn cho dù có tiến bộ thế nào các bạn cũng dẫn binh Bắc Kỳ với nhau, giống như tụi tôi thằng Nam Kỳ nào mà ngục quần tôi chửi chết mẹ nó luôn, tôi không có binh đó. Các bạn hai bên dòng họ ha, bên đồng hương rồi là binh vùng miền, nhưng các bạn cứ sợ người ta kỳ thị vùng miền, chính các bạn là kỳ thị vùng miền người ta, các bạn luôn bảo vệ vùng miền của mình, cái gì cũng đúng, cái gì cũng thượng đẳng,
Tôi hỏi các bạn à, nếu như bạn nói à, ý bạn không có vậy, giáo sư Phương với bà Triều Anh gì ý như vậy, nói ông Dư Gia Long phản quốc bán nước cộng Pháp vô Việt Nam, chứng minh đi, chứng minh, kêu giáo sư Phương với cái bà gì đó, bà Bắc Kỳ Triều Anh gì đó, chứng minh đi ông Gia Long cộng Pháp vô Việt Nam cái gì, bán cái gì cho Pháp, được cái gì cho ông, thu lại bao nhiêu tiền. Cái hiệp ước cắt đất bán đất đâu, giống như kiểu Mỹ Tây Cơ nó bán cái vùng California cho với New Mexico cho Hoa Kỳ, nó có hiệp ước á. Rồi Nga bán Alaska cho Hoa Kỳ, nó có hiệp ước á. Nó có văn bản nè. Hiệp ước bán đất đâu. Pháp chính thức nổ súng xâm lược gọi là Việt Nam chung chung đi ha, cho nó dễ hiểu, Việt Nam chung chung đi với thời Tử Đức, tức là ông Giao Long xong rồi tới ông Minh Mạng, tới ông Thiệu Trị mới tới Tự Đức, tới đời cháu chít á, mà cũng đỡ thừa ông Giao Long, từ ông Minh Mạng Thiệu Trị Tự Đức đó là cái chính sách nhà Nguyễn thay đổi hoàn toàn, là người Pháp họ thay đổi hoàn toàn chiến lược với đàn trong với nhà Nguyễn, thì nó xảy ra những mâu thuẫn gì chính trị, học tới giáo sư của Pháp mà ngu đến độ không không hiểu ông Giao Long không có liên quan gì tới cái việc mà Pháp nổ súng xâm lược đàn trong đó nè, ngu dữ gì trời. Ngu vậy em cũng làm giáo sư được sao? Bởi vì mà tôi mắc cười nhất là bạn có vẻ tiến bộ mà bạn vẫn binh những thằng ngu của Bắc Kỳ là sao? Mấy thằng ngu Nam Kỳ tôi chửi chết mẹ luôn, tôi cho nó là cá dầu hầm không? Các bạn, cái đầu các bạn ấy, không có hiểu Cộng hòa và Liên bang là gì chỗ đó, các bạn không thể nào một nhà với tụi tôi. Tại sao đàn trong Nam Kỳ phát triển các bạn biết không? Các bạn Bắc Kỳ biết không? Tại vì dân đàn trong Nam Kỳ có cái gen, tôi có gen ông bà tôi vậy đó. Không phân biệt gốc tích, không phân biệt lai lịch, không phân biệt vùng miền, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt văn hóa. Ta không cần biết mày đến từ đâu luôn á. Miễn mày yêu mến vùng đất này, mày yêu đất nước này, mày tôn trọng sự bình đẳng, sống trong hòa ái, là tao với mày là dân chung một nước. Bất kỳ gọi là đồng bào đấy. Tao với mày là bạn bè. Tao với mày là đồng hương. Tao với mày là chiến hữu. Ngoài ra tao không phân biệt bất cứ gì. Chính vì vậy cái tư tưởng của người đàn trong người Nam Kỳ luôn luôn mặc định họ có cái nền tảng tự do cộng hòa và họ rất là dễ thiết lập cái thể chế liên bang hơn người Bắc Kỳ. Nếu muốn một nhà thì người Nam Kỳ sẽ một nhà với nhau, tại người Nam Kỳ gồm đa văn hóa mà, rất là nhiều nền văn hóa, họ sẽ một nhà với nhau. Còn Bắc Kỳ không được, khó lắm, khó lắm. Ông vua Giao Long là ông vua lập quốc mà Bắc Kỳ hô là bán nước, ngược ngạo cháo chở đê tiện hạ tiện, là thù ghét một cách hạ tiện anh chị, mà các anh chị hiểu tại sao mà nhất là cái băng ở Pháp đó, thù ghét ông Gia Long biết, mà đặc biệt là lôi ra Vua Long cổng Pháp cắn gà nhà bán nước cho Pháp, nhưng mà Bắc Kỳ chui rút ở Pháp không chịu đi, ủa ông Pháp xâm lược mà về đi, về Hà Nội ở đi ở Pháp anh chị, mà chửi Pháp mà vậy ngu ngốc đỉ điếm, lôi Pháp ra làm cái cớ để giữ Gia Long mà chui rút ở Pháp là tránh thôi. Về Hà Nội ở đi, giống như tôi giờ tôi lôi ra nó đại cho tôi chửi vậy đó, chửi ra nó đại quá trời mà kêu đi không đi, tại sao phải không, tại thẻ xanh ra nó đại tới 500 600 ngàn đô la rồi, mắc lắm, đâu phải dễ mua đâu. Trời đỉ điếm kiểu đó mà sống làm người được hả, chỉ sống làm Bắc Kỳ thôi chứ không thể làm người được đâu. Bạn tiếp tâm lý nói à, ngày 9 tháng 3 2015 ông Mahathir Mohamad, cựu thủ tướng Mã Lai, phát biểu trong hội nghị về New World Order rằng mục tiêu của NWO là giảm dân số, sẽ không có quốc gia, không có chính phủ, không có biên giới, thay vào đó chỉ có một chính phủ toàn cầu do giới tinh hoa của thế giới cai trị. Họ là những thành phần rất giàu có, rất thông minh và rất quyền lực. Sẽ không có nền dân chủ, không có quyền lựa chọn lãnh đạo. Chính phủ toàn cầu sẽ áp đặt luật lệ họ lên đầu dân toàn cầu. Các anh chị có thể Google cụm từ Mahathir Mohamad 2015 International New World Order để nghe bài phát biểu của ông ta. Rồi, cảm ơn anh Thiết Tâm Lý.
Tôi không có nghe mà tôi có đọc. Tôi có đọc và tôi có coi một số phim tài liệu của tụi Mỹ với tụi châu Âu á, nó làm về cái trật tự thế giới mới này. Nhưng mà lực lượng Nam Bắc hai nhà rất rất ít, chúng ta phải bày mưu lập kế. Chiến lược của tôi là đánh lên thượng nguồn và lấy lại Bắc Việt như xưa. À, Nam Bắc hai nhà kiểu này thì tôi thấy không ổn rồi. Ok, bạn người về chánh tông bạn thấy không ổn thì bạn cứ tự nhiên rời đi, không 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 tiện. Không tiện. Không tiện mà cũng không tiếc, còn tôi thấy quá ổn, để cho mà kép. Wow, không có cần đông người thì cái anh chị chúng ta không cần đông, ít thôi, ít mà những người chân chánh, những người quốc gia thứ thiệt, những người ái quốc, những người hết lòng vì quốc gia và nhân dân, những người thuận thiên đạo, tuân thủ thiên luật kế thừa gìn giữ phát huy truyền thống của ông bà tổ tiên. Ít thôi, không cần nhiều. Các anh chị chỉ cần đủ những tiêu chí đó mà ít, không cần nhiều. 5 người, 7 người cũng được. Tại sao các anh chị biết không? Trước khi mà lật đổ cái nền thống trị của Anh ở Ấn Độ á, ông Gandhi á, ông có 4-5 người. 4-5 người thôi. 4-5 người đã làm đúng cái chuyện đi truyền cái tư tưởng của ổng ra cho 40-50 người, một người nói với 10 người, rồi chỉ cho 10 người đó cứ tiếp tục đi nói với 10 người khác nữa, thì 40-50 người nói ra 400-500 người, 400-500 người họ nói ra tới mấy ngàn người họ nói lên mấy chục ngàn nói ra mấy trăm ngàn, cuối cùng hàng chục triệu người nghe những gì ông nói. Không cần nhiều, người ta nghe là được. Anh chị hiểu không? 400-500 con người đang nghe tôi nói đây, chỉ cần nói lại với mỗi một người, nói lại 10 người thì các chị ra bao nhiêu? Bao nhiêu người nói cho những người đó, rồi bây giờ mày biết rồi đó, mày đi nói lại những người khác, nói lại những người thân của mày, thì chỉ cần nói thôi, không cần làm gì hết. Nhiều để làm gì? Nhiều để xuống đường biểu tình cho cảnh sát nó bắt, cho cái gì cộng nó bắt, rồi xong ở ngoài lập quỹ quyên tiền chia nhau xài hả? Chiến lược của bạn đánh lên thượng nguồn lấy lại Bắc Việt như xưa thì đó là chiến lược của mấy bạn Bắc Kỳ. Không phải chiến lược của tụi tôi. Ở đây có dân Nam Kỳ, dân Việt Nam Cộng Hòa nào muốn đánh lên thượng nguồn của nước Tàu để lấy lại Bắc Việt không? Có không? Có không các bạn? Có tôi bye bye các bạn. Các bạn khùng quá. Các bạn khùng quá, khùng quá. Bắc Kỳ nó khùng cãi nó. Chứ Nam Kỳ mình đừng có khùng. Ủa? Thượng nguồn cái quần què gì đó, bên Lưỡng Quảng quần què gì đó, cái đó là chuyện của nó, đâu phải chuyện của mình. Có liên quan gì tới mình. Nam Kỳ mình 500 năm lập quốc, cương thổ quốc gia của mình từ Vĩ Tuyến 17 tới mũi Cà Mau, bao gồm quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Biển Đông, quần đảo Phú Quốc và các đảo nhỏ ở biển Tây trên vịnh Simla. Cương thổ quốc gia mình bao nhiêu đó, tự nhiên mình đi qua Quảng Đông Quảng Tây quýnh đâu bên ngoài bên kia. Ủa các anh chị quýnh lại tao không? Nước giữ còn không xong, Bắc Kỳ nó hay truyền thuyết lắm, nước Bắc Kỳ giữ còn không xong, cái biên giới mà thằng Tàu nó cho đóng thì đóng, nó không cho đóng thì không cho đóng, nó bắt mở là mở, xây muốn xây đường xe lửa qua là qua, muốn xây đường xa lộ qua là qua, người của nó muốn qua bao nhiêu không dám kiểm tra, xe qua cũng không dám xét trong xe chứ cái gì, mà mỗi lần bên đây chở qua tới mà cửa khẩu nó đóng lại cái nằm nó khóc hủ 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 đem đồ ra đổ. Trời ơi, Bắc Kỳ làm được cái cục cức gì mà đòi đánh qua bên kia lấy lại Lưỡng Quảng Bách Việt, truyền thuyết này lại nói truyền thuyết khác. Tôi nói thiệt với bạn người chính thông, nói, xứ Bắc Kỳ các bạn còn là sạo lờ, bạn đừng có lấy cái gen sạo lờ đó, bạn phải bỏ, bạn phải rửa, bạn phải tẩy đi. Dạ, Liên Hiệp Quốc nó vào sờ sờ đó.
Hiệp ước biên giới các bạn thật nhất ký với thằng Tàu rồi. Các bạn xóa cái hiệp ước đó không có được đâu. Các bạn đem quân vượt qua biên giới cái hiệp ước bạn đăng ký là bạn mang tội xâm lược mình Tàu nó là thường trực hội đồng bảo an nó trời ơi nó xử các bạn lúc đó ăn cứt thiệt luôn á nghĩa đen luôn á tuổi trẻ quốc gia trong kênh Nỗi niềm quê hương của chị Triều Anh giáo sư Ba Lê Hoàng Đức Phương cáo buộc Du Gia Long cổng Pháp vô Việt Nam và gọi Gia Long là thằng mong anh Quy giải thích cho tỏ tường hỏi lúc này nãy anh giải thích rồi đó giải thích rồi đó không có một con người bình thường nào ở dưới quê anh hai lúa miền Tây nông dân thôi mà được ông bà cha mẹ tía má dạy dỗ đàng hoàng tử tế mà lại kêu một ông vua là thằng không có trừ khi thằng vua đó là thằng giặc ha thằng giặc thì ông bà cha mẹ tôi dạy kỹ lắm à nghe dạy rất kỹ à tức là giặc là không có cần khách sáo giặc là cứ kêu thằng thằng chó cũng được nữa giặc là để quánh không phải để lịch sự giặc là để tống cổ không phải để một nhà nhớ nha giặc là không cần lịch sự với nó nhưng mà không lạ gì chuyện Bắc Kỵ cho dù giáo sư tiến sĩ hoặc là tuổi cao hay là chức danh rồi là học hàm học vị hay là quốc tịch gì đi chăng nữa Bắc Kỵ là vậy đó họ lớn tuổi nhưng mà không có trưởng thành khác nhau mà họ học cao nhưng mà họ không có hiểu rộng và ông bà mình có câu đó ăn nhiều thì ngộ đọc học nhiều thì ngộ chữ giống như trúng độc vậy đó ông này ông học tới giáo sư là cũng học nhiều rồi nhưng mà học nhiều mà không hiểu rộng học cao mà không hiểu rộng học nhiều mà trúng độc chữ nghĩa bạn đọc nhiều sách không quan trọng bạn đọc sách của ai xuất bản ai viết mới quan trọng em vậy nghe câu đó chưa chưa thì câu đó của tôi á thằng ấy đừng có khoe giáo sư với tôi anh nói thiệt với mấy đứa anh quải đạn giáo sư tiến sĩ Bắc Kỳ là anh quải lắm anh không có ham cái đó là mới nói về đạo đức thôi đó chứ còn nhiều chuyện vô nãy nói ông Gia Long cổng rắn rắn ở nhà ủa ông Gia Long cổng rắn nào cổng Pháp vô Việt Nam ủa ông cổng Pháp vô Việt Nam nào liên quan gì tới xứ Bắc Kỳ ông Gia Long là vua của nhà Nguyễn đàng trong ổng được quyền ký kết các hiệp ước đồng minh ai ổng thích ổng ký à ổng ký hiệp ước đồng minh với Sim Bắc Kỳ hô cổng rắn gắn ở nhà rước quân Sim qua tào lao ông Gia Long là khai quốc công thần của nước Sim La tức là nước Thái Lan bây giờ nó triều đại bây giờ Chatri của Thái Lan này, có công ông Gia Long thành lập á thì khi ông Gia Long với nhà Nguyễn bị đánh thì người ta qua giúp khi mà Thái Lan bị đánh thì ông Gia Long cử quân qua giúp hai nước người ta là đồng minh mà người người Sim với người đàn ông của mình là đồng minh từ thời chúa Nguyễn chứ không phải tới đời Cao Tổ Gia Long là xưng hoàng đế rồi không xưng chúa nữa tức là họ họ là đồng minh nhiều đời rồi không phải Pháp mà còn Bồ Đào Nha này rồi còn Quy Kỳ nữa là đều có quan hệ đồng minh hoặc là mua bán thương mại tự do với đàn trong Quy Kỳ nè Hà Lan nè Bồ Đào Nha nè Tây Ban Nha nè họ đều mua bán thương mại tự do họ có những hiệp ước với đàn trong mà thì người Pháp họ ký hiệp ước quân sự với nhà Nguyễn bình thường thì nó bình thường quân Pháp xuất hiện ở trên đất nhà Nguyễn là do hiệp ước đó chống rắn cái nhà cái tư tưởng Bắc Kỳ này nè nó sẽ khiến tới năm 1967 khi mà Mỹ năm 66 Mỹ bắt đầu triển khai quân đội cho miền Nam Bắc Kỳ nó cũng tiếp tục tư tưởng này nó à, Việt Nam Cộng Hòa là cổng rắn gắn ở nhà rước quân đội Mỹ vào xâm lược Việt Nam ta ta quần què giáo sư tiến sĩ Bắc Kỳ gọi là vô liêm sĩ đê tiện người Mỹ họ xuất hiện trên đất miền Nam Việt Nam tức là đất Nam Kỳ đàng trong không có liên quan gì tới Bắc Bắc Kỳ đàng ngoài Việt Nam ta là Việt Nam nào cái đầu của Bắc Kỳ lúc nào coi đàng trong của mình cũng thuộc nó muốn chiếm mình luôn luôn nó vậy mà nó là Bắc Kỳ cờ vàng đó nha cá nhiều cá trong nhà giáo sư Đỗ Phương này chơi cờ vàng này. Cá nhiều cá Bắc Kỳ cờ vàng mà vẫn muốn xâm lược miền Nam Bắc Kỳ cờ đỏ nó cũng muốn xâm lược miền Nam vậy cuối cùng miền Nam chúng ta là nạn nhân của cả hai loại Bắc Kỳ các anh chị coi tôi nhớ đúng không Việt Nam ta nào Mỹ triển khai quân đội trên đất miền Nam Việt Nam là đất Việt Nam Cộng Hòa không liên quan tới Bắc Kỳ Việt Nam của mày từ vị tuyến 17 trở ra Hải Nam Quan Việt Nam ta của mày ở ngoài đó đó Mỹ nào đổ quân ngoài đó
mà chuyện gọi là đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa với Mỹ liên quan gì tới Bắc Kỳ mà chỏ mỏ vô, mà nó vẫn nói mình cọc rắn cắn gà nhà. Trước đó ông Gia Long ký hiệp ước đồng minh với Pháp, nó cũng nói ổng cọc rắn cắn gà nhà, nó y vậy đó, Bắc Kỳ vậy đó. Mai mốt là Việt Nam Cộng Hòa mình trở lại nè nha, cái mình ký hiệp ước đồng minh ví dụ với Úc đi, Úc đổ quân vô miền Nam, nó nói mình cọc rắn cắn gà nhà, lúc đó mình chuyển qua thành Cộng Hòa Liên bang Đại Nam đi, Liên bang Đại Nam đi, cái tên nó đẹp, tôi thiệt anh chị đẹp lắm luôn ha. Liên bang Đại Nam đi, cái mình triển khai quân Úc triển khai lên tập trận đồ với mình ở trên đất à, cái tụi mà ngụy quân ngụy quyền Liên bang Đại Nam nó cọng rắn cắn gà nhà, nó rước tay ở gì đế quốc Úc xâm lược nước ta, nước ta nữa đó, nước ta nữa đó, các anh chị hiểu Bắc Kỳ chưa, hiểu hiểu không, nước ta nữa đó. Ai muốn một nhà nữa không? Hiệp thiện đó này, dân Việt Nam Cộng Hòa ủng hộ Nam Bắc hai nhà nhiều chứ ít hồi nào. Ít hồi nào ít. Không lẽ trong nước người ta hô lên cho bị bắt, Việt Nam Cộng Hòa trở lại đi rồi ba kia biết Nam Bắc hai nhà dân Nam Kỳ ủng hộ ít hay nhiều liền chứ gì. Like bự cho Hiệp thiện nè. Like bự luôn nè. Việt Nam Cộng Hòa trở lại đi rồi thấy cái cảnh ít hay nhiều. Bạn muốn Nam Bắc hai nhà mà đồng bằng sông Cửu Long bị kiểu như anh Huy đang nói thì tôi thấy không ổn rồi. Sao lại không ổn? Nam Bắc hai nhà là ổn hết. Ổn trong ngoặc kép nha, chứ cái chữ ổn nó tầm bậy. Ổn định hay là ổn áp? Bất kỳ hay ổn ổn, ổn cái quần què. Không tốt rồi, hoặc là không yên rồi. Đúng không? Nhưng mà yên, tốt. Đồng bằng sông Cửu Long chỉ không không ổn khi bị Bắc Kỳ cai trị. Đồng bằng sông Cửu Long mà không có Bắc Kỳ cai trị, Vĩ Tiến 17 nó xây dựng lại, Việt Nam Cộng Hòa trở lại, đồng bằng sông Cửu Long vô cùng yên, vô cùng tốt, vô cùng trù phú, vô cùng giàu có. Dân đồng bằng sông Cửu Long dư biết phải làm gì. Tôi nói rồi, chấp tụi Tàu á, xây đập, mày xây thêm 1.000 cái đập trên đầu, trên thượng nguồn của sông Mekong, tao chấp luôn á. Chẳng qua cái đầu của tụi Cộng sản nó ngu, quá ngu, nó không biết phải làm sao. Nó cứ dãy dãy, nó la, Tàu, người Trung Quốc xây đập, ba la, anh Mỹ ơi, giúp em, nó ngu lắm. Tôi nói thiệt, các anh chị không cần thằng Mỹ giúp luôn. Không cần. Ông trời, ông cho chúng ta, gọi là cái lợi thế vô song, không có gì sánh bằng. Đồng bằng sông Cửu Long là lương thực, cây trái, lúa, mía, cá tôm vô song. Không có gì sánh bằng. Mà nó có một cái cơ chế, các anh chị phải hiểu vùng đất của mình. Phải hiểu, các anh chị phải là người con của đất thì các anh chị mới hiểu đất. Bắc Kỳ làm sao mà hiểu được đất Nam Kỳ. Đất đồng bằng sông Cửu Long nó có một cái cơ chế điều tiết nước. Chấp tụi Tàu lấy hết nước trên thượng nguồn. Tôi nói chấp là các anh chị hiểu rồi. Cơ chế điều tiết nước đó nó dễ lắm, nó rất là đơn giản. Nhưng mà mấy thằng giáo sư, tiến sĩ theo kiểu giáo sư Ba Lê, Nguyễn Đức Hoàng Đức Phương gì nữa không có biết đâu, nó sao nó biết được. Đất Nam Kỳ của dân Nam Kỳ, dân Nam Kỳ tự biết phải làm gì cho Nam Kỳ cường thịnh. Đâu rồi? Còn nữa không?
Rồi nó nhiều quá. Đây. Đây. Các anh chị để câu hỏi vô tôi mới thấy nha, còn không các anh chị mà phải bấm lại giùm tôi. Tôi tưởng thấy. Anh Torres Son nói tôi dân Bắc Kỳ 75 nhưng rất ngưỡng mộ chính đời chúa 13 đời vua Nguyễn, đặc biệt kính trọng cao tổ Gia Long Hoàng đế. Rồi cho anh một like bự luôn nè. Vậy á thì anh đừng có nói anh là Bắc Kỳ 75 nữa. Anh suy nghĩ anh phải xưng lại cho chúng, tại vì anh đã kính trọng vô cùng ngưỡng mộ chính đời chúa 13 đời vua Nguyễn là anh không phải là dân Bắc Kỳ 75 rồi. Anh phải nói lại cho chúng. Đố anh là nói sao cho chúng. Mà nếu mà người Bắc như đều như anh á, đều như anh á, mà nói lại cho chúng nữa nghe, cam đoan với anh đất Bắc Kỳ sẽ thay đổi, người Bắc Kỳ sẽ có hy vọng, con cháu của dân Bắc Kỳ sẽ có tương lai, sẽ quay trở lại với cái thời mà vàng son của mình. Mười điều trong hiệp ước của hoàng đế Gia Long và vua Louis 16 là hiệp ước win-win dẫn đồng minh. Rồi, cảm ơn hiệp thiện. Nói cái này với mấy người Bắc Kỳ họ không có hiểu đâu. Họ không có hiểu đâu. Nói cho dân Nam mình biết chơi cho vui. Tư Đồ Phương nói hồi thời vua Gia Long Việt Nam là hùng mạnh nhất khu vực. Thật ra nói nhất thì cũng không đúng, tại vì lúc đó mình với thằng Nhật Bổn nó cũng ngang ngang nhau thôi. À, ngang ngang nha thôi. Thì mình nói thôi nhất nhì đi. À, mình lịch sự một chút đi. Chứ thật ra Nhật Bổn lúc đó cũng 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 xem với mình. Nó có thể hơn mình một chút. Hơn mình một chút tại vì Nhật Bổn nó định yên bờ cõi sớm hơn. Nó phát triển hơn mình. Nhưng mà vị thế của mình ảnh hưởng tới các quốc gia khác thì mình lại hơn Nhật Bổn. Tức là các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nó ảnh hưởng bởi đàn trong Nam Kỳ của mình hơn. Tại mình mở cửa giao thương á các anh chị. Thành ra là mình là một cái nơi giống như là hiệp Trung Quốc đàn trong vậy đó, hiệp Trung Quốc Nam Kỳ vậy đó. À, LMS Single nói mình có nên lập một phong trào bên cạnh Nam Bắc hai nhà là gửi email report tội lỗi của Ba Ke cộng Na Ke về mail anh Quy với mail chính phủ pháp định công an Quy. Cái vụ chính phủ pháp định là tôi không có dám xúi. Tôi dám xúi và dường như nó cũng không phải là cái chức năng của chính phủ pháp định. Chính phủ pháp định là chỉ chức năng của họ là vận động quốc tế để phục quốc á. Còn report tội lỗi của tụi nó cho chính phủ không có phải là de facto mà chỉ là de jure, de facto là đang cai trị trên lãnh thổ thì họ mới có chức năng để chống tội phạm đồ thì họ mới thực hành được chức năng đó. Thành ra tôi không có ủng hộ các anh chị report cho chính phủ pháp định, nhưng mà nếu các anh chị thích cái phong trào mà report tội lỗi của tụi Bắc Kỳ với tụi Nam Cộng á thì cái email mà tôi cho các anh chị đó là các anh chị cứ gửi vô đó, nếu thích tôi sẽ gom lại tôi làm một cái group vậy đó, tức là tội lỗi Bắc Cộng Nam Cộng gom vô đó hết cũng được, các anh chị gửi tới các anh chị cứ để cái tiêu đề đúng vậy tôi gom vô vậy thôi, nhưng nếu các anh chị thích hãy làm nha, còn không thích thì thôi ạ. Mình không có làm phong trào gì mà đang làm mà bỏ nha. Kênh ra chơi gì? Ra chơi quý hả? Cho anh Trung Trường hỏi kênh ra chơi quý. Lâu lâu có cô em người Bắc nói rất nhẹ nhàng. Quý có biết cô... Biết không, cô ta cứ nói miền Nam mình phân biệt dùng miền, nghe cô đó nói tôi chán gì đâu. Thôi khỏi nghe nữa đi anh. Bất kỳ nó có cái tật vậy nè. Bà đặt nói nhẹ nhàng, nói dịu dàng,
nó giọng ốm để nó mị dân, để nó gạt người ta. Nam Kỳ mình không có đỉ miệng như vậy, ông bà tổ tiên mình không có dạy cho mình phải nói nhẹ nhàng, nói dịu dàng để mị dân, để lừa để gạt người ta. Ông bà tôi dạy rằng có sao nói vậy có sao nói vậy, đơn giản à, sống vậy nó khỏe lắm. Dân Nam Kỳ tôi sống vậy quen rồi. Vậy đó. Và nếu như Bắc Kỳ thấy Nam Kỳ phân biệt vùng miền quá thì Bắc Kỳ cứ rút hết ra khỏi miền Nam ra miền Bắc ở hết đi. Nếu các bạn thấy ở đây khó quá thì các bạn về Bắc rồi chứ, các bạn cái gì cũng chê Nam Kỳ, Nam Kỳ phân biệt vùng miền, Nam Kỳ kỳ thị vùng miền, Nam Kỳ như thế này thế kia, Nam Kỳ đi làm đĩ, Nam Kỳ đi làm mọi, cái gì cũng chửi Nam Kỳ. Bắc Kỳ mới là thượng đẳng mà cứ chưa rút trong xứ Nam Kỳ ở hoài không chịu đi là sao? Con người khác con thú ở chỗ nào em chị biết không? Các bạn Bắc Kỳ biết không? Khác lắm luôn á. Con người khác con thú ở chỗ mình biết cái gì đúng, cái gì sai, cái gì phải, cái gì trái. Con thú nhiều khi nó không biết, nó hành động theo bản năng vậy đó. Cái bạn Bắc Kỳ làm như nói chuyện theo bản năng. Nam Kỳ xấu xa đê tiện, Nam Kỳ cái gì cũng tệ hại, Bắc Kỳ gì cũng tốt đẹp mà ở rút trong Nam Kỳ ở hoài không chịu về. Đó là nói và hành động theo bản năng, không biết đúng sai, không biết phải trái. Con người đâu có vậy, các bạn Bắc Kỳ. Mà cái đài nào mà cứ tối ngày cái loa Bắc Kỳ nói giọng ấm, nói giọng ngọt lên để mà mỹ dân Nam Bắc một nhà, cái đài đó thôi chắc nhận tiền của không có tạo cộng thì cũng gì cộng. Hay già nói anh Quy em xin phản biện, nếu như trường hợp người dân đứng lên lật đổ cộng sản, nếu thành công mà Việt Nam Cộng Hòa không trở lại kịp thì biển đảo đất đai sẽ thuộc về ai? Nhờ anh trả lời em cảm ơn. Thằng nào đang chiếm thuộc về thằng đó. Việt Nam Cộng Hòa chưa trở lại á thì cái nước mà người dân lật đổ cộng sản á, Bắc Kỳ nó cứ suối lật đổ cộng sản qua là vậy đó, là biển đảo thuộc về Tàu là chánh thôi, chứ nước nào mà giành được với Tàu. Một mớ của Phi Lục Tân, mớ của Mã Lai, mớ của Nam Dương, mớ của cái nước mà lật đổ cộng sản đó thì Tàu nó chia lại cho mớ, nhưng mà những vị trí cốt lõi là Tàu với Đài Loan nó chia nhau hết. Dân chủ hóa được tài trợ bởi Tàu rất nhiều, phong trào dân chủ hóa, phong trào Nam Bắc một nhà, phong trào chống cộng mà đừng có kỳ thị, đừng có phân biệt vùng miền, đừng có chia Nam Bắc, tất cả những phong trào chống cộng và dân chủ đó được Tàu tài trợ rất nhiều, anh chị tự hiểu đi. Bởi vì nếu nó thành công là Tàu nó lụm hết Biển Đông, mà Biển Đông có cái gì, có cái gì các chị nhớ không, có cái gì mà mặt trời sẽ mọc ở phương Đông? Mời Bắc Kỳ vô để mà mỹ dân mà làm hai cái like ra dễ trung lập lắm ha, tôi giải quốc gia. Vậy là cái đài đó là mỹ dân chúa luôn, mỹ dân chúa luôn. Đây, còn câu hỏi nào nữa không, thưa quý vị? Không là mình kết thúc nha. Đâu. Khán giả vừa cho biết là cô ta nói anh Quy phân biệt vùng miền rõ ràng là cố tình hiểu sai vấn đề. Hãy nói tôi phân biệt vùng miền nữa đi. Tất cả các đài YouTube và Facebook hãy đồng loạt mở ra đấu tố nhiều hơn nữa, chửi tôi nhiều hơn nữa. Tôi là thằng Quy Nam Kỳ, kỳ thị Bắc Kỳ, phân biệt vùng miền, các bạn cứ cứ chửi nữa đi, chửi nhiều hơn nữa. Tôi không sợ. Khuyến khích các bạn luôn đó. Tôi kỳ thị Bắc Kỳ đây, tôi phân biệt vùng miền với Bắc Kỳ đây, tôi tống cổ Bắc Kỳ khỏi vị tuyến 17 đây. Tôi là thằng Quy Nam Kỳ rạc ri đây, công dân Việt Nam Cộng Hòa đây. Tôi phải đuổi Bắc Kỳ bởi vì Bắc Kỳ xâm lược nước tôi mà. Còn ai mà gọi là đu càng lím đít Việt Nam Cộng Hòa, lợi dụng lá cờ vàng mà hô Nam Bắc một nhà, rồi giữ tôi là kỳ thị phân biệt vùng miền với Bắc Kỳ, thì các anh chị tự hiểu họ là lỗi gì.
Bất kỳ xâm lược nước tôi mà tôi không được quyền kỳ thị họ, bất kỳ xâm lược nước tôi không được quyền đuổi họ. Công đạo nào, thiên đạo nào, luật gì? Luật gì vậy? Tú Lê nói chào anh Quy, anh có cách nào giúp em Út cho tụi em hiểu lịch sử Bịa Đặt không anh? Rồi anh hứa với mấy đứa, hứa với mấy đứa luôn là khoảng một tháng nữa sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, anh sẽ làm loạt chương trình về lịch sử Nam Kỳ Đàn Trong. Hứa với mấy đứa luôn. Lịch sử, văn hóa và chữ nghĩa Nam Kỳ Đàn Trong anh sẽ làm cho mấy đứa. Mấy đứa vô nghe xong rồi anh sách đó, anh sẽ có một cái thư mục online. Có rất là nhiều bạn đang âm thầm làm cho anh á, thì anh sẽ làm cái thư mục online để cho mấy đứa vô đọc. Mà cái này là anh hứa luôn á. Đừng lo, đừng lo. À, Red Pill Việt Nam nó trong mùa dịch đọc những tiêu đề bài báo như thực khách Hà Nội xì sụp bát phở, dân Sài Gòn thèm, hay người Sài Gòn mong được ăn phở tại quán như người Hà Nội, quý vị nghĩ gì? Đó, câu hỏi hay quá. Cảm ơn Red Pill Việt Nam. Quý vị nghĩ gì? Dân Nam Kỳ nghĩ gì? Nó giết dân mình, nó tàn phá, nó coi mình như con vật để nó cai trị vậy đó, xong rồi nó còn đăng báo nó chọc tức mình nữa. Đức Định hỏi thời HCM Phạm Văn Đồng ký Hoàng Trường Sa cho Trung Cộng có gọi là cõng rắn hay bán nước không vậy Quy? Không. Không phải. Hồ Chí Minh là thằng Tàu, nó cướp nước chứ nó không bán nước. Nó là thằng xâm lược cướp nước. Phạm Văn Đồng là thằng giặc, nó cướp nước mình chứ nó không có bán nước của nó. Nước của nó là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mà. Đúng không? Thì nó đang cướp đất đai biển đảo của Việt Nam Cộng Hòa, còn nó dâng cho Tàu cái gì đó chuyện đó của nó, thành ra nó cướp nước mình, tụi nó là giặc nghe, một thằng thì Tàu một thằng thì Bắc Kỳ. Chỉ có người nó Phạm Văn Đồng gốc Nam này nha, gốc Nam mà nó làm thủ tướng của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nó còn Nam Kỳ không? Sẽ có người vô nó Lê Duẩn gốc Nam này nha, gốc Nam ảnh làm tổng bí thư của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nó còn Nam Kỳ không? Công dân của quốc gia, chỉ một khái niệm tôi đưa ra thôi nó sẽ đánh hết tất cả những cái luận điểm mà gọi là đĩ điếm của tụi chống cộng với dân chủ ngu ngốc đưa mấy cái đó ra để mà là dắt mũi dân mình bao nhiêu lâu. Lê Duẩn à, rồi gì nữa, còn còn ông nào ở Nam Kỳ nữa ta? Hai ông Nam Kỳ tổng bí thư. Còn ông nào nữa thế? Tụi nó hay nói đó có tổng bí thư Nam Kỳ, cục cực. Tổng bí thư nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nó là Bắc Kỳ gốc Nam. Nó là thằng Bắc Kỳ gốc Nam, hiểu hiểu không? Hiểu cái khái niệm đó. Nó là dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gốc Nam Kỳ. Hiểu tự nhiên các anh chị thấy nó sáng lên liền. Tuổi trẻ quốc gia Bất Kỳ 75 rõ ràng có lối thoát mà sao không chịu nhìn ra. U là trời, các bạn đừng xưng Bất Kỳ 75 nữa. Để cho mấy bạn đó tự suy nghĩ, mấy bạn đó hiểu tự suy nghĩ, đừng có xưng Bất Kỳ 75 nữa, là tự động mấy bạn hiểu cái lối thoát của bạn. À đúng rồi, Lê Đức Thọ. Cảm ơn bạn cộng đồng Pi Network Việt Nam, Lê Đức Thọ. Tôn Đức Thắng chỉ là chủ tịch nước, không phải tổng bí thư. Chủ tịch nước là chức chức quèn. Chức để ngồi coi chơi thôi chứ không phải tổng bí thư. Chủ tịch nước với thủ tướng cái là chức cùi bắp thôi, tổng bí thư nó mới toàn quyền, tổng bí thư là phải Bắc Kinh nó bổ nhiệm mới được. Như vậy đó.
Thành ra là mấy thằng tổng bí thư mà gốc Nam Kỳ á, ai nói đó tổng bí thư miền Nam cục cứ, nó là thằng dân Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa gốc Nam Kỳ, phải nói cho đúng, rồi nó được bầu lên làm tổng bí thư, các anh chị phải nói cho chúng. Rồi, không còn câu hỏi nào nữa, chúng ta kết thúc nha. Hôm nay bổ nhiều thang thuốc lắm rồi. Tôi hy vọng là anh chị em sẽ đem những thang thuốc này chia lại cho những người mà có cái dấu hiệu mà bị Bắc Kỳ quá, bị Hán quá, tức là bị bệnh phản quốc á, để cho họ uống. Tại sao chúng ta phải trị bệnh phản quốc và auto thời dạ? Trên đất Nam Kỳ, cái bài thuốc này không dành cho Bắc Kỳ, tại vì Bắc Kỳ bó tay không trị được. Kỳ nó thành gen là gen nó thờ giặc và phản quốc, chỉ dành cho Nam Kỳ. Tại vì trên bất cứ cái giải pháp chính trị nào các anh chị muốn đưa ra cho một quốc gia thì người dân của quốc gia đó trước tiên họ phải yêu cái đất nước của mình, họ phải hiểu cái vấn đề của đất nước của mình, thì họ mới tìm cái giải pháp để giải quyết vấn đề, để giúp cho quốc gia của mình nó tốt đẹp hơn, nó vượt qua những cái khó khăn. Các anh chị đồng ý không? 48 năm qua tất cả cái giải pháp đấu tranh dân chủ chống cộng đều thất bại, bỏ qua một cái giải pháp đỉ điếm, giải pháp mà trục lợi ăn tiền gì ở trên 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 Việt Nam Cộng Hòa, lợi dụng cờ vàng để ăn tiền, bỏ qua những cái người có thực tâm với quốc gia, họ đưa ra giải pháp nào cũng thất bại hoặc là chưa thành công, bởi vì người dân ở trong nước ấy, họ bị Bắc Kỳ quá, họ bị Hán quá, họ bị những cái liều thuốc độc tiêm vô đầu của họ, chẳng hạn cái liều thuốc độc mà chúng ta đang trị là liều thuốc độc tiêm vô Nam Bắc một nhà đó, mình phải trị bằng Nam Bắc hai nhà, phải trị cái liều 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 thuốc độc đó, giải độc. Thì khi họ đã Nam Bắc hai nhà, tự nhiên họ sẽ yêu mến Việt Nam Cộng Hòa, yêu mến đất Nam Kỳ, mà yêu mến đất Nam Kỳ họ sẽ hiểu rằng à, cái đất của mình đang bị xâm lược bởi Bắc Kỳ. Bắc Kỳ có tốt đúng, nhưng mà Bắc Kỳ đang xâm lược nước tôi, chuyện bạn tốt tính sao? Các bạn hiểu không, hiểu nguyên tắc không? Tôi có bạn Bắc Kỳ đúng, nhưng mà tôi phải đuổi giặc ra khỏi cái cương thổ của tôi trước, tôi xây dựng đất nước tôi tốt cho nó an toàn trước, cho nó cường thịnh, cho con cháu tôi nó an toàn trước, rồi sau đó chuyện tôi với bạn tính sao? Cái gì hiểu nguyên tắc không? Đó chính là ái quốc. Yêu nước là không được đặt tất cả những cái cảm tính, tình cảm cá nhân trên cái quốc gia của mình trong lúc quốc gia bị lâm nguy, đang bị xâm lược, đang bị đày đỏ, đang bị giày xéo. Đó mới là ái quốc. Thành thử ra, cái liều thuốc mà tốt nhất để trị bệnh cho dân Nam Kỳ mà bị Bắc Kỳ nô, bị Hán nô, bị Bắc Kỳ quá, bị Hán quá, chính là các anh chị phải rỉ tai truyền miệng đánh thức Nam Bắc hai nhà, không có liều thuốc nào khác. Các anh chị tìm tất cả giải pháp thì cũng có, tôi khẳng định luôn. Bởi vì Nam Bắc hai nhà nó sẽ phân cái lằn ranh của ngay và gian, của cái bạn của bọn mà lợi dụng đấu tranh dân chủ với chống cộng để kiếm tiền, kiếm trục lợi hoặc là để đi nước thứ ba, đó là nó sẽ không bao giờ Nam Bắc một nhà đâu, bởi vì Nam Bắc một nhà là người ta sẽ không theo nó, không like nó, mất view, mất sự ảnh hưởng, mất tiếng tăm, làm sao có tiền, làm sao có lợi, làm sao được đi nước thứ ba. Cái gì hiểu vấn đề không? Mà hễ mà Nam Bắc hai nhà thì vốn dĩ cái lợi đó nó lại thuộc về cái quốc gia của chúng ta và người dân chúng ta ở bên đó, thì nó không còn nằm ở hải ngoại nữa. Tất cả những hội đoàn đảng phái hải ngoại mà đứng lên tuyên bố Nam Bắc hai nhà, nó sẽ mất tiền quyên góp, mất tiền quyên góp hàng tháng, mất đảng viên, mất đoàn viên, hội viên, tại đảng viên của họ Bắc Kỳ nhiều, đảng viên của họ mà đoàn viên họ Bắc Kỳ nhiều, mất cái tiền hàng tháng, tiền hàng năm. Chứ kể Mỹ Cộng nó cấp phân thì nó phải cấp phân Nam Bắc một nhà, tại Mỹ Cộng nó phải nuôi tàu quản lý Biển Đông mà. Tự nhiên Nam Bắc hai nhà Việt Nam Cộng Hòa trở lại thì tàu bị đá khỏi Biển Đông, mà Mỹ Cộng nó chết. Thành ra Mỹ Cộng nó cấp phân cho các tổ chức đấu tranh dân chủ chống cộng hay là các tổ chức cứu thiện nhân rồi đó, là nó phải cấp cho Nam Bắc một nhà. Chính vì vậy hỡi mấy người nào mà đứng lên Nam Bắc hai nhà thì là rõ ràng là mất hết lợi ích của họ, mất hết lợi ích của họ, nhưng mà cái lợi ích đó nó sẽ chảy về cho quốc gia và cho người dân, cho thế hệ con cháu của chúng ta sau này. Thành ra liều thuốc để cho người dân thức tỉnh, không bị rơi vào ma trận của tụi nó, chính là Nam Bắc hai nhà. Nam Bắc hai nhà sẽ phân rõ ngay gian, phân phân rõ quốc cộng, phân rõ ai là dân một nước, ai là giặc hoặc là người nước lạ, không phải là giặc thì cũng không phải là người nước mình. Khi phân rõ như vậy thì các anh chị mới đưa cái giải pháp chính trị để cho quốc gia của mình tốt đẹp hơn. Trước hết quốc gia phải quay trở lại, quốc gia muốn quay trở lại, công dân Việt Nam Cộng Hòa phải thức tỉnh. Tổng tiến cử xảy ra mà người dân họ nghĩ họ là dân Việt Nam xã hội chủ nghĩa, các anh chị nghĩ Việt Nam Cộng Hòa trở lại làm gì?
Khi tổng tuyển cử xảy ra, họ đi cầm lá phiếu, họ bầu Nam Bắc một nhà. Các anh chị nghĩ chúng ta là Việt Nam Cộng Hòa trở lại được không? Có cửa không? Dân Việt Nam Cộng Hòa phải thức tỉnh thì Việt Nam Cộng Hòa mới trở lại. Đó là nguyên tắc thứ nhất. Nguyên tắc thứ hai, khi Việt Nam Cộng Hòa đã trở lại rồi thì dân Việt Nam Cộng Hòa phải yêu đất nước của mình, thì mình mới sửa những cái sai, những cái dơ thúi mà tội Ba Đình nó chay chét trên vùng đất của mình. Văn hóa của mình nó bị nhiễm độc, nó được văn hóa Tàu, văn hóa mà mọi văn hóa mà chay chét dơ giấy của Bắc Kỳ vô nó làm hư. Mình phải biết cách mình sửa, mà phải dân Việt Nam Cộng Hòa, dân Nam Kỳ thức tỉnh thì mới sửa được. Không thức tỉnh sửa được Việt Nam Cộng Hòa trở lại, mà nó vẫn cứ ạ. Cái dịch ạ tràn lan bây giờ trong nước ạ, thôi giờ ra tới hải ngoại cũng ạ. Từ khi nào dân Nam Kỳ nói chuyện mà ạ cuối câu? Chỉ có đứa con nít 3 tuổi mới ạ thôi. Trên 3 tuổi nó cũng hết ạ nữa. Thành thử ra Nam Bắc hai nhà chính là liều thuốc, thang thuốc để trị bệnh phản quốc, trị bệnh thời gian. Mà tôi tin nó chỉ trị được cho dân Nam Kỳ, dân Bắc Kỳ trị không được. Bằng cớ không có người Bắc Kỳ nào ủng hộ Nam Bắc hai nhà, hiếm lắm, rất ít, tức là họ không muốn trị bệnh, giống vậy họ không muốn. Các anh chị hiểu vấn đề không? Thành ra đừng mất thời gian với những nơi Nam Bắc một nhà, đừng mất thời gian với Bắc Kỳ, đừng mất thời gian với những người không phải là dân của Việt Nam Cộng Hòa, dân Nam Kỳ đang trong. Hãy rỉ tai, truyền miệng, đánh thức những người xung quanh mình, người thân của mình, dân của mình, để cho họ thức tỉnh và nói, cái này quan trọng là nói cho họ là đi rỉ tai tiếp, đi truyền miệng tiếp, thì cái con đường chúng ta nó sẽ sớm thành hiện thực. Rồi, cảm ơn các anh chị. Thời gian không còn nhiều, tôi xin phép dừng chương trình ở đây. À, những câu hỏi mà tôi không thấy mà trả lời không kịp thì chương trình tới tôi sẽ trả lời cho các anh chị ha. Cảm ơn các cô dì chú bác luôn đồng hành cùng chương trình Mái Nhà Tự Do VTV. Trước khi dứt lời, cầu ơn trên ban phước lành cho tất cả các anh chị là công dân Việt Nam Cộng Hòa, và ơn trên ban phước lành cho quốc gia Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Kính chào và hẹn gặp lại các anh chị. Chưa chết đã là đúng đầu đâu không? Đó, tập có cái gì đâu, tập tập đầu được làm gì, tập có đầu chết thì làm được, tập có cái gì túm xích anh nghe, túm xích ông cổng qua chưa cái đầu đó ở đâu đấy? Ê, ông đi mua đấy. Thật xấu quá. Đập vào cái đâu đập, cứ đập vào đầu. Đập vào đầu. Số mày không không chết nhưng mà mày có gì nhỉ? Đấy, nhạt đòn chí mạng đấy. Nhạt nữa. Ui trời. Đấy. Bác lúc này giỏi thật.
Thôi. Nói đi con. Cái mõm vào đây. Buộc chặt vào. Mấy vòng vào? Không, một nhát nữa thôi. Vòng nữa. Thế thôi, không nên. Đây. Lấy dao. Chọc. Dao cụt thế. Cạnh đập vào cung họng này. Đấy, được rồi. Rò vào, lấy vào. Dao cụt sao? Nhưng dao. Đấy. Bắt đầu chặt đi, ông chặt đi, xong lấy xong chảy ra. Đây này, cái mõm nó này hất ra thì giờ. Thế mà tiết nó phải chảy ống ọc cơ. Gió đánh cái cành nhỏ. Làm nào thôi. Hứng nữa vào, không lấy thì nó ra ngoài. Có tí tiết ra ngoài hết. Cho dao vào lách nó ra dốc. Đấy nhiều cốc cái ra đấy giờ bắt đầu nó còn thở nó còn thở